Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Cảm ơn hôm nay các bạn đã dành một ngày thứ bảy thời tiết rất là oi nồng vượt qua những cái trận oi nồng đấy để đến đây. Có kha khá các bạn đăng ký nhưng mà trước sự kiện thì báo là bị ốm cho nên là không thể nào đến đây được, và những bạn đến đây hẳn là những bạn rất là khỏe, chống chọi được với cái thời tiết như thế này. Cũng có tay không? Sức khỏe. Vỗ tay vì sức khỏe. Vỗ tay vì sức khỏe thì chúng ta rất là khỏe. Không, em thấy là như này là thời tiết đẹp mà. Nên ra ngoài chơi. Trong buổi hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cuốn sách. Đấy là cuốn sách Công cụ cộng sinh của Ivan Illich. Và cuốn sách này thì nằm trong một series sách. Mặc dù là mình ra những cuốn trong cả series này một cách ngẫu hứng, không theo kế hoạch và cũng không theo một format bìa. Ví dụ như các bạn thấy rằng là bộ yoga chẳng hạn là theo một format bìa đúng không ạ? Cùng một tông màu. Hoặc là bộ tứ ma trận truyền thông này cũng theo một tông màu. Thế nhưng mà cái bộ sách mà liên quan mà mấy cuốn công cụ cộng sinh nằm trong một series đó thì nó không theo bất cứ một cái format nào cả. Cái nguyên nhân đến từ việc là bản thân cái dòng tư tưởng mà Ivan Illich đề xướng và các tác giả sau đó đã chịu ảnh hưởng ít nhiều thì họ đều đề cao cái tính tự nhiên, thuận tự nhiên và tính ngẫu hứng thay vì là mọi thứ được sắp đặt một cách đồng bộ. Vì thế nên khi mà chúng mình tổ chức và xuất bản những cuốn sách này thì cũng để tùy ý các bạn dịch giả, để tùy ý bạn thiết kế ngẫu hứng, thích thiết kế thì thiết kế, và cũng không dành quá nhiều những chi phí cho truyền thông. Bởi vì những cái chi phí truyền thông đấy nếu như mà theo quan điểm của những tác giả này thì nó cũng là một sự lãng phí. Cuốn new look. Đúng rồi, nhìn thoáng hơn hẳn đấy. Thế những cuốn mà ở trong cả một series sách này của chúng mình là gì? Đấy là cuốn đầu tiên theo series này chính là cuốn Kinh tế học thiêng liêng của Charles Einstein. Đây là một cuốn sách mà lần đầu tiên chúng mình được tiếp cận với một cái xu hướng kinh tế gọi là thoái tăng trưởng. Thời đấy thì chưa nghĩ ra cái từ thoái tăng trưởng, cho nên là cái khái niệm trong đấy vẫn đang để giảm tăng trưởng. Nhưng mà trong cái bản tái bản tới đây thì sẽ sửa lại thoái tăng trưởng. Bao giờ tái bản thì chưa biết, có tiền tái bản tiếp không có tiền thì thôi. Cuốn Kinh tế học thiêng liêng của Einstein thì bắt đầu mình đều cảm thấy rất là lo lắng vì không biết là sẽ bán cho ai. Cuốn sách này thực sự là nó không quen thuộc với cái môi trường đọc về kinh tế hay đọc về tiền bạc ở Việt Nam. Bởi vì mọi người thường khi mà tiếp cận tiền bạc và kinh tế thì mọi người thường hay mong muốn là nó tăng. Ai quan tâm đến chuyện nó giảm? Ai quan tâm đến chuyện nó thoái đúng không ạ? Và ai cũng làm gì có ai quan tâm đến khía cạnh thiêng liêng. Thế nhưng mà cuốn sách này sau 3 năm thì bây giờ cũng đã bán gần hết, chỉ còn một vài bạn. Thì đấy cũng là một cái điều may mắn. Và bắt đầu từ cuốn Kinh tế học thiêng liêng thì Buchhalter bắt đầu có những cái gọi là có những cái suy nghĩ về cái quan điểm về một cái nền kinh tế mà dựa trên cái tinh thần và dựa trên cái sự trao đổi về tình cảm và tinh thần với nhau, chứ không phải là một nền kinh tế mà thuận mua vừa bán, không chỉ đơn thuần là thuận mua vừa bán nữa. Và cái dòng sách này thì là do những cái bạn mà làm chuyên gia về thoái tăng trưởng, các bạn giới thiệu ở Buchhalter, và thực sự đây là những cái dòng sách mà gọi là đã thay đổi cách suy nghĩ của Buchhalter
chứ không phải là một cuốn sách mà đến từ nội tại của Book Hunter, những cái điều mà Book Hunter luôn luôn tâm huyết. Và bản thân mình không chịu trách nhiệm dự án Kinh Tế Học Thiêng Liêng, mà Nam là người chịu trách nhiệm dự án cả series sách này. Thì bởi vì lý do mình không chịu trách nhiệm bởi vì mình vẫn không chấp nhận được bản thân mình một thời gian rất là dài, mình không chấp nhận được cái xu hướng đó. Và mình cảm thấy rằng là ok, thì nếu như mà coi nó như một cách để chất vấn lại những cái mà mình thấy bất ổn của một cái nền kinh tế mà đòi đề cao cái sự tăng trưởng thì mình chấp nhận, nhưng bảo rằng là kiểu gỡ bỏ những công cụ của tăng trưởng, một cái phản biện á, thì mình có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu ứng dụng nó như một công cụ thì mình bắt đầu cảm thấy ái ngại, thấy cảm thấy mệt mỏi. Và lúc đấy phải thực sự là chính những cái người bạn, chính những người bạn đấy và những bạn dịch giả, những bạn chuyên gia đó, và kể cả những cái người bạn trong cộng đồng của những của cái chị dịch giả, thì đã làm cho mình cảm thấy rằng là có thể tin được. Nhưng mà đây là nó không phải là một cái dự báo đúng không? Ừ, mà thực nó không phải dự báo mà nó đang diễn ra rồi. Và bên cạnh cuốn Kinh Tế Học Thiêng Liêng thì ngay sau đấy thì chị dịch giả, cái người chuyên gia chính mà giới thiệu về cái xu hướng thoái tăng trưởng với Book Hunter, đấy là chị Nguyễn Phương Anh, thì chị đã dịch riêng một cuốn, đấy là cuốn Tương lai sẽ là thoái tăng trưởng, và các bạn thấy ở đây. Cuốn này khi mới ra thì cũng có rất là nhiều nhà kinh tế ở Việt Nam mà mình quen phản đối, nguyên nhân bởi vì họ bị nhầm giữa cái khái niệm thoái tăng trưởng và suy thoái và cắt giảm. Mà lúc đấy thì đang có trào lưu là các tập đoàn họ cắt giảm chi phí ấy. Nhưng thoái tăng trưởng thì nó không liên quan đến cái chuyện cắt giảm chi phí đấy cả. Mà thoái tăng trưởng là gì thì chắc là lát nữa mình có thể đề cập qua, và hẹn một buổi nào đấy mình sẽ nói chuyện sâu hơn về khái niệm thoái tăng trưởng. Vẫn chưa nói về cuốn này mà. Vẫn chưa nói về cuốn này mà chỉ có một cái bộ video, một bộ video của chị dịch giả. Không, đấy là một bộ video của chị dịch giả. Chị ý giới thiệu qua về ý tưởng tương lai sẽ nói chuyện với ông tác giả đúng không? Ừ, nói chuyện với ông tác giả. Nói chuyện với ông tác giả. Đúng rồi, có tác nói chuyện với ông tác giả. Đây, không phải thứ mình đã sống quen thuộc, một thứ khác với mình, cái sự nhớ ghi nhớ vào đầu nó khó hơn. Và sau đó là chính là cuốn Công cụ cộng sinh này. Và song song với cuốn Công cụ cộng sinh thì đó là một cuốn mà mới đây mới ra, đấy là cuốn Khí hậu câu chuyện mới. Cuốn Khí hậu câu chuyện mới này thì cũng là một cuốn của tác giả John Einstein. Trong cuốn này thì mình cũng chưa đọc kỹ, nhưng mà cuốn Khí hậu câu chuyện mới thì có đề cập đến cái việc mà cái câu chuyện biến đổi khí hậu ấy bây giờ đang bị sử dụng như một cái hình thức tẩy xanh để có nhiều phim, rất nhiều phim tài liệu nói đúng không, để tẩy xanh. Ông ấy sử dụng luôn một cái từ greenwashing ấy, nhưng mà ở trong này thì các bạn dịch giả, các bạn ấy chọn cách là quảng cáo xanh, nói rằng là kiểu thực ra là không hề giúp cho hạn chế biến đổi khí hậu mà nó vẫn tiếp tục duy trì cái hệ thống, cái cơn nghiện, mà cơn nghiện đấy chính là cơn nghiện sử dụng năng lượng, cơn nghiện về việc phải tiêu thụ ngày càng nhiều. Thì đấy là cuốn Khí hậu câu chuyện mới, và cuốn Khí hậu câu chuyện mới này thì trong tuần sau mình sẽ chia sẻ về nó, kèm thêm một hoạt động nữa, đấy là hoạt động công bố giải và tặng quà cho những cái bạn mà công bố giải và tặng quà cho những bạn mà viết bài về tham gia cái cuộc thi mà kể chuyện biến đổi khí hậu, bởi vì cái câu chuyện biến đổi khí hậu nó đang diễn ra một cách rất là rõ ràng ở trong đời sống chúng ta, nhưng mà chúng ta thường là sẽ quan tâm đến nó ở khía cạnh vĩ mô, nghĩ rằng là đấy là chuyện của các thánh, ở các nhà khoa học, hoặc là chính trị gia, còn không phải là câu chuyện mà chúng ta có thể thông qua đời sống hàng ngày có thể xử lý được. Thì vì thế nên là chúng mình khi mà ra mắt cái cuốn Khí hậu câu chuyện mới đấy thì cũng tổ chức thêm một cuộc thi để khuyến khích mọi người. Mặc dù là hết hạn rồi, nhưng mà nếu ai vẫn hứng thú viết tiếp thì vẫn gửi nhá. Tận cuối tuần sau mới công bố cơ.
và cuốn Công cụ cộng sinh của Ivan Illich này thì đưa cho chúng ta một câu chuyện khác, đấy là câu chuyện về sức lao, về gọi là công suất, sức lao động, các phương tiện sản xuất. Trong một cái xã hội mà được gọi là xã hội cộng sinh. Và thế nào xã hội cộng sinh thì lát nữa chúng ta sẽ đi tiếp. Và cái khái niệm và cái cuốn Công cụ cộng sinh này có thể coi là một cuốn mà có thể gợi cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ về cái câu chuyện mà bây giờ chúng ta đang bàn tán với nhau ấy. Đấy là AI liệu có thay thế được con người không? AI là có lợi hay có hại với chúng ta? Thực ra lỗi thì không phải là AI, với cách chúng ta sử dụng nó thôi. Nếu mà chúng ta đọc cuốn Công cụ cộng sinh thì chúng ta sẽ thấy cách rất là rõ ràng. Mình sẽ giới thiệu qua một chút về Ivan Illich. Nếu như là những bạn nào đã tham dự hoặc là đã nghe buổi video nói về bộ 6 cuốn của John Hall, 6 cuốn ông John Hall là một ông tác giả về homeschooling rất là nổi tiếng, thì John Hall tự nhận mình là người hiện thực hóa các tư tưởng của Ivan Illich. Có thể nói rằng là Ivan Illich đã thay đổi toàn bộ cái nhãn quan của John Hall. Trước khi mà John Hall hoàn toàn đi theo con đường homeschooling thì ông ấy vẫn kỳ vọng vào các cuộc cải cách giáo dục. Ông ấy vẫn đi dạy ở trong các trường tư và cố gắng là cải tạo các trường tư đấy, làm việc với rất là nhiều các nhà cải cách giáo dục để có thể thay đổi. Thế nhưng mà từ sau cuộc gặp gỡ với Ivan Illich thì hoàn toàn ông ấy đã dừng toàn bộ những cái hy vọng đấy. Và ông ấy thấy rằng là sẽ cần một cái sự thay đổi lớn hơn. Cái sự thay đổi lớn hơn đó thì có rất nhiều các khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên là rất nhiều khía cạnh khác nhau của nền giáo dục mà lát nữa thì mình sẽ đi sâu hơn khi mà đề cập đến cuốn Công cụ cộng sinh. Bởi vì Công cụ cộng sinh nó cho thấy rõ một cái bức tranh tổng quan hơn. Còn John Hall khi mà hiện thực hóa nó thì đi vào rất là nhiều các chi tiết. Ví dụ như John Hall khi viết thì ông ấy sẽ viết mô tả là một đứa trẻ tiếp nhận kiến thức như thế nào này, nó có thể tự học như thế nào này. Những cái đứa trẻ nghèo khó thì nó bị gặp phải những vấn đề gì này, thì ông đi rất sâu vào chi tiết. Nhưng mà Ivan Illich thì là một nhà lý thuyết khái quát, ông ấy đặt vấn đề khái quát. Cho nên khi mà chúng ta đọc cuốn sách này thì chúng ta sẽ thấy rất ít các câu chuyện, rất ít các bằng chứng mà ông ấy bàn nó ở khía cạnh hoàn toàn lý thuyết và bằng những cái suy luận. Ivan Illich vốn là một giáo sĩ công giáo. Và ở trong cái thời mà ông sống gần chúng ta đó, ông ấy sinh năm 1926 và mất năm 2002. Rất gần ta. Thực ra sống còn lâu hơn John Hall. Chắc nhờ cộng sinh tốt hơn. Hoặc cũng có thể là do John Hall sống ở Mỹ, còn Ivan Illich sống ở Mexico. Cho nên là cũng khác. Thực ra thì ra có sụp ra lòng. Và ông ấy, ở trong cái thời kỳ của ông ấy thì đang có một cái lời kêu gọi của giáo hoàng về việc là hãy hiện đại hóa công giáo. Ivan Illich phản đối. Và khi mà ông phản đối thì ông ấy đã xin rời khỏi, gọi là từ chức giáo sư. Linh mục. Ông ấy là linh mục. Nhưng mà ông ấy, lúc đấy thì ông vẫn đang đi dạy ở một cái trường. Nhưng mà sau đấy ông ấy, một cái trường công giáo, và ông đã từ chức cái chức giáo sư đấy để ông ấy thành lập một cái cộng đồng riêng. Và cộng đồng đấy là cộng đồng Sidoc. Cộng đồng đấy nó thường được dịch là một cái cộng đồng liên văn hóa. Cái cộng đồng này thì hoạt động để đảm bảo cái tôn trọng cái tính nguyên vẹn của công giáo, của văn hóa, của các văn hóa, chứ không phải chỉ riêng mỗi công giáo. Bởi vì cái vấn đề của hiện đại hóa ấy,
đấy là nó làm suy giảm đi những cái tính thiêng, và nó thay vì là nó liên kết các văn hóa với nhau, nó gạt phăng hết đi và nó tạo thành mô hình văn hóa chung. Ví dụ như kiểu tất cả các nơi trên thế giới đều có chiếc xe, đều sản xuất chiếc xe Lexus. Cái tính thì những cái phong trào lên văn hóa không phải chỉ riêng Ivanidis mà ở trên thế giới các nhà nghiên cứu cũng đề cao các phong trào lên văn hóa. Thì cái phong trào đấy là phong trào mà họ chấp nhận những cái sự khác biệt. Và đấy là hình thành cộng đồng gì? Sidon. Cờ y đờ a cờ viết như đấy viết tắt. Bây giờ nó cũng duy trì đúng không? Giờ mình cũng không biết là có duy trì không, bởi vì đây không phải đáng ra sự kiện này là phải do chị dịch giả chị nói mới đúng, nhưng mà chị đang đi giang hồ ở Ba Lan rồi. Cho nên là không thể nào mà kết nối được chị. Không những đã đi giang hồ lại còn hay thích ẩn thân, ví dụ như là rất khó để thấy được hình ảnh của chị ấy. Khi mà mình định làm một cái profile về các dịch giả, không cung cấp thông tin gì hết. Trước cái cuốn Công cụ cộng sinh này thì ông ấy cũng có viết một cuốn là một cái cuốn về nhận thức, về de-schooling. Chúng ta chú ý nó có khái niệm là de-schooling nhé. Giải trừ trường học khỏi não của chúng ta, kiểu unlearn ấy. De-schooling. Thì hiện tại bây giờ cái từ de-schooling đang bị hiểu sai thành là loại bỏ toàn bộ trường học, xóa bỏ toàn bộ trường học. Và thậm chí khi mà các bạn đọc những cái bài dịch về de-schooling ở Việt Nam thì mọi người đều đang sử dụng cái khái niệm mà xóa bỏ trường học, nhưng thực ra nó mang tính chất là giải trừ. Ngoài vấn đề giáo dục ra thì có một vấn đề nữa mà Ivan Illich cũng rất quan tâm, đấy là vấn đề y tế. Ông ấy có một cái cuốn về sự trả thù của y tế. Cuốn này dịch chưa? Cuốn này thì chưa dịch. Thực ra cuốn Công cụ cộng sinh của mình là cuốn đầu tiên trong số các tác phẩm của Ivan Illich dịch ra tiếng Việt. Còn những cuốn khác thì chưa dịch. Cuốn về y tế này thì cái góc nhìn của ông ấy về y tế thì rất là được những người mà theo đông y và chữa lành tự nhiên chắc chắn là sẽ rất yêu thích. Bởi vì là ông ấy đề cao cái việc mà cái sự cơ hội để cho mọi người có thể tiếp cận cái việc chữa bệnh của mình một cách dễ dàng, thay vì là phải đi theo một cái quy chuẩn nào đấy. Lát nữa khi nói công cụ cộng sinh mình sẽ đi sâu hơn một chút, còn nếu như mà muốn sâu nữa thì chắc chắn là phải dịch được cái cuốn sách kia, chúng ta phải có cái để đọc tiếp. Hình như là Medical Nemesis. Hiện tại thì trong số các cuốn sách của Ivan Illich thì có mỗi cuốn này đang được gọi là free bản quyền, còn các cuốn khác thì đều mất phí bản quyền. Đấy cũng là một cái lý do mà khiến chúng mình hiện tại bây giờ chưa dám đầu tư để xuất bản tiếp. Kể ra cũng hơi nghịch lý, đáng như là kiểu để cho mình có thể dễ dàng tiếp cận các bản thảo hơn thì có phải xuất hơn không nhỉ? như hội Osho. Hội Osho, thực ra Osho vẫn bắt là phải mua bản quyền đấy. Đáng ra phải như Einstein. Einstein là cho phép mọi người đều được phép dịch. Và đấy, xuất bản. Hội Osho tức là nó sẽ có còn lại cái thì nhóm nó quản lý đấy. Đúng rồi. Còn lại thì nếu như mà mình thấy rằng là kiểu ông tác giả ông xứng đáng được bao nhiêu tiền thì mình có thể tùy tâm để
đóng góp. Thì như bây giờ đang quy định là bao nhiêu thì 90 năm hay là 100 năm thì nó hết hạn được quyền nhỉ? Nhưng thật ra lâu rồi. Nhưng mà may là có được cái đấy. Mấy cậu người mới sống được chứ. Không, thật ra là nếu mà trong cái thời gian hiện sinh của ông thì khoảng 20, 30 tuổi mới viết đúng không? Thì sống lên được nửa thế kỷ nữa đúng không? 20, 30 tuổi viết thì chứ. Cái đấy là để bảo vệ quyền lợi cho các công ty. Đúng rồi, chỉ bảo vệ cho cái hội xuất bản thôi. Tới 90 năm thôi, nó đếm từ ngày ông tác giả chết rồi. Không, tính từ thời điểm xuất bản. Không, 90 năm xong thì chết rồi. À đấy, wow. Trừ phi tác giả chủ động cho hệ public free. Còn một khi các công ty đã mua bản quyền rồi 90 năm sau khi là bạn rất là mỉ mà thấy thọ quá. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chính nhá. Mình muốn hỏi các bạn một chút, đấy là cái theo các bạn thì công cụ thực ra là cái gì? Quan điểm các bạn thế nào để gọi là một công cụ? Hỏi nghiêm túc cũng sẽ định nghĩa hẳn là khó. Nếu mà theo ngay thì mình nghĩ nó là đầu tiên nó là phương tiện. Theo mình nó là phương tiện, nó không phải mục đích. Thì có lẽ vậy. Phương tiện để đạt đến một mục đích nào đấy. Và nó thường nếu mà hay dùng trong cái nghĩa phổ thông thì công cụ nó thường giữ hình. Kiểu có lẽ nó thường giữ hình, người hay dùng nhiều giữ hình quá. Cho nên là công cụ vô hình. Thì thế không, nhưng mà nghĩa là nghĩa thông thường. Thường có thể nghĩa vật chất hoặc phi vật chất. Còn đây nữa không ạ? Có ai giúp trong việc làm việc hiệu quả hơn, công việc hiệu quả hơn, hoặc hiệu quả nhanh hơn, đặt hiệu quả nhanh hơn? Công cụ các giải pháp và thường là nó sẽ thuộc về một số một hay là nhiều hệ thống khác nhau, sẽ cho phép là một hay là nhiều hệ thống sử dụng được cái giải pháp đấy. Thực ra các ý của các bạn thì đều đúng. Nói chung nó là một thứ để thay thế, để giúp cho chúng ta có thể đạt được một cái mục tiêu nhanh hơn, tiện hơn. Ví dụ như bình thường chúng ta có thể suy nghĩ đúng không ạ? Ta có thể suy nghĩ, suy luận các thứ. Nhưng mà cái suy nghĩ của chúng ta nó có thể không hoàn toàn một cách mạch lạc và rõ ràng. Thế cho nên sẽ có những bộ công cụ tư duy. Như Aristotle chẳng hạn, có bộ công cụ tư duy. Rồi ví dụ như bình thường khi chúng ta đưa ra một kết luận, chúng ta có thể cảm thấy không được chắc chắn lắm, thì sau đó thì chúng ta sẽ có, đến một giai đoạn sau sẽ có những cái công cụ mà có thể kiểm định, có thể thực chứng được giúp chúng ta. Và ở trong này thì Ivan Illich có một sự định nghĩa công cụ như thế này ạ. Tôi sử dụng thuật ngữ công cụ với nghĩa rộng đủ để không chỉ nói tới các dụng cụ vật lý đơn giản như máy khoan, xô, chậu, ống tiêm, cây chổi, vật liệu xây dựng hay động cơ, và không chỉ các máy móc lớn như xe ô tô hay các trạm điện. Tôi còn cho công cụ là bao gồm những tổ chức sản xuất. Chúng ta chú ý nhé, tổ chức sản xuất này như là nhà máy sản xuất hàng hóa hữu hình, hay là cái món ngũ cốc ăn sáng, hay là dòng điện, và các hệ thống sản xuất hàng hóa vô hình như là thứ giáo dục hay sức khỏe hay kiến thức hay các quyết định. Tôi sử dụng thuật ngữ này vì nó cho phép gộp hết vào một danh mục tất cả các thiết bị được thiết kế bằng lý trí, dù cho đó là đồ tạo tác hay quy tắc, mã hiệu hay người vận hành, và để phân biệt với tất cả các công cụ được lên kế hoạch và thiết kế này với thứ khác, chẳng hạn như thực phẩm hoặc dụng cụ cơ bản trong mỗi nền văn hóa, thì không được xem là đối tượng của sự hợp lý hóa. Ví dụ như các chương trình giảng dạy của trường học và luật hôn nhân thì cũng đều là các công cụ xã hội được định hình một cách có chủ ý, chẳng kém gì các hệ thống lương tàu.
Tóm lại công cụ vốn dĩ là một thứ nhân tạo, được tạo ra để thay thế hoặc là để mở rộng nhằm đạt một mục đích nào đó. Chúng ta có những cái công cụ nó mang tính chất cầm tay, ví dụ như cái chảo, cái dao, những cái kiếm, rồi cày cuốc, các thứ thì đều là những cái công cụ cầm tay, nó giống như những cái cánh tay nối dài của chúng ta. Cái bút cũng là một cái công cụ. Ngoại hỏa. Ngoại hỏa là nhiều cái ý. Nó còn giúp cho cái công suất của mình được tăng lên. Ngoài ra thì có những công cụ chạy bằng điện. Sau đó thì bắt đầu con người muốn tăng năng suất lên nữa, đúng không? Cho nên là bắt đầu có những công cụ chạy bằng điện. Ví dụ như xe máy thay cho xe đạp. Xe đạp và chúng ta vẫn phải có một cái sự sử dụng. Từ cơ thể mình, từ chính vẫn có một cái sự sử dụng từ chính cơ thể mình. Vận động những cái tứ chi của mình. Nhưng mà xe máy á, chúng ta đã giảm bớt tứ chi rồi đúng không ạ? Bớt đạp. Nếu như bớt phải gồng vai. Nếu nó không hết xăng. Và công cụ, đấy là những cái công cụ mà sử dụng ở quy mô nhỏ đúng không ạ? Nhưng công cụ nó không dừng ở đấy. Nó còn có thể mở rộng, nó trở thành những cái tổ chức sản xuất. Bởi vì người ta muốn công suất lớn hơn, cho nên mới có các hệ thống nhà máy công nghiệp hóa. Để nó mở rộng cái sự sản xuất và gia tăng công suất đấy lên cách tối đa. Và cái một dạng công cụ nữa, đấy là để nó, đấy chính là cái, những cái mô hình như là các trường học, thì đấy là nó đào tạo ra, nó tạo ra các thiết chế để cho cái hệ thống công suất lớn khi nó vận hành một cách hợp lý. Chẳng nhớ nữa. Thực ra cả quyển này nói về công cụ. Nhưng mà phải đến hình như đến chương 2 ấy, thì mới bắt đầu định nghĩa công cụ. Nói chung của ông. Đúng rồi, công cụ nói chung. Cái góc nhìn về công cụ. Thì là như vậy. Với cá nhân mình, cái tên mình cứ nghĩ nó là một cái triết lý cộng sinh, nhưng ông dùng cái từ công cụ cảm giác nó lại bóng khó hơn tí. Ông dùng cái từ tool, tiếng Anh ông dùng tool. Nó khác với cả kiểu dụng cụ ấy. Khi chúng ta sử dụng dụng cụ thì nó là một cái hữu hình ấy. Nhưng mà khi công cụ thì cái hàm nghĩa của nó sẽ rộng hơn. Có rất nhiều những cái công cụ, những dạng công cụ, dạng thức công cụ như vậy. Và cái việc mà công cụ thay thế cho con người một cách quy mô, đấy là công nghiệp hóa. Chúng ta thấy có một cái giai đoạn là công nghiệp hóa đúng không ạ? Cái sự công nghiệp hóa đấy nó thực sự là nó đã thay đổi cuộc sống của nhân loại. Bởi vì sản xuất ra nhiều của cải hơn, tuổi thọ con người sống lâu hơn, bởi vì y tế phát triển hơn và có các biện pháp để giữ gìn vệ sinh tốt hơn. Rồi giao thông thuận tiện hơn, nói chung là tất cả mọi thứ đều hơn. Năng suất hơn. Năng suất hơn. Và để cho cái hệ thống công nghiệp hóa đấy nó vận hành một cách trơn tru thì người ta bắt đầu định ra những cái tiêu chuẩn. Bởi vì trong cả một cỗ máy khổng lồ như thế, lúc đấy là cả thế giới là một cỗ máy khổng lồ. Để vận hành một cỗ máy khổng lồ thì mọi thứ nó đòi hỏi cái tính chính xác và mọi thứ đều phải khớp, phải đồng bộ với nhau. Cho nên chúng ta sẽ thấy là mọi thứ nó đều được đặt một cái chuẩn. Phải đảm bảo đúng cái chuẩn đấy thì nó mới được vận hành. Ví dụ như đồ ẩm thực của Thương Thương mà không có chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm xác định vào đấy đúng không? Không bán được vào siêu thị.
siêu thị là một thứ theo chuẩn và nó không có USDA, không có USDA, không sang Mỹ, không sang Pháp được. Chẳng hạn như vậy. Thì đấy là bắt đầu người ta sẽ đặt ra những cái chuẩn để cho cả cái guồng máy đấy nó vận hành một cách trơn tru và an toàn. Và để nó có thể đảm bảo được cái tính hiệu quả của nó. Thế nhưng mà mọi chuyện nó không lý tưởng như thế. Chúng ta đều thấy mọi chuyện nó không lý tưởng. Cái sự tiêu chuẩn hóa và mang tính công nghiệp nó được Ivan Illich gọi là cái bước ngoặt đầu tiên của công cụ. Trước đây công cụ thì nó mang tính chất là nối dài của các cá nhân đúng không ạ? Còn khi mà nó được công nghiệp hóa thì nó đã bước vào một cái bước ngoặt mới. Lúc đấy nó trở thành cái quy mô sản xuất và tạo thành toàn bộ xã hội là một cỗ máy vận hành. Khi mà các công cụ nó mang tính cá nhân thì nó sẽ được làm mang tính cá nhân. Nó sản xuất rõ ràng là nô lệ của mình mà. Nhưng khi nó tiêu chuẩn hóa thì mình trở thành nô lệ của nó. Mình phải cố gắng. Bước ngoặt đúng không? Đúng rồi. Và bước ngoặt thứ hai nó chính là khi mà công cụ để đảm bảo cái tiêu chuẩn đấy và để đảm bảo vị thế của nó thì bắt đầu những người sở hữu công cụ đấy, tức là người độc chiếm những công cụ đấy, bắt đầu nghĩ ra những cách để làm cho con người trở nên yếu đuối đi. Duy trì sự yếu đuối và sự lệ thuộc, sự bệnh tật để tiếp tục lệ thuộc vào công cụ. Ví dụ như bây giờ nhá, chúng ta đều thấy là cái việc mà đạp xe là không thể đúng không? Nhiều hôm tắc đường đi xe máy rất không khả thi. Nếu như mà mình đi bộ thực ra là mình đến nhanh hơn. Hoặc mình nếu mình đi xe đạp mình lách mình đến nhanh hơn. Nhưng sau mình vẫn phải ngồi xe máy cơ. Mình đã lệ thuộc với xe máy được rồi. Mình sẽ không dám đạp vì thích bụi. Nóng. Đổ mồ hôi. Bởi vì bây giờ bây giờ trong cái giao thức tương tác giữa người với người trong xã hội hiện đại là phải không có mùi hôi trên cơ thể mới được gọi là mình cũng có xe đạp nhưng mà cái điều mà ngăn cản mình không đạp xe là bởi vì là mình cảm thấy mình ra mồ hôi. Cái quan trọng nhất là cái điều đấy. Mình gặp đến gặp đúng người là mình ra mồ hôi thì cũng ngần ngại đúng không? Bởi vì bây giờ đã có một cái tiêu chuẩn trong giao tiếp đúng đấy rồi. Là chúng ta không được phép có mùi hôi đúng rồi. Và thậm chí là mình lúc nào quảng cáo mấy mặt kiểu à quảng cáo cái quảng cáo thơm quyến rũ và không hiểu cái điều gì mà nó khiến cho mình có cái tâm thức là tôi không được phép có mùi hôi và thậm chí bây giờ tôi còn phải bỏ tiền ra tôi đi taxi vì tôi sợ là tôi đi xe máy nó vẫn có mùi hôi đến đấy. Và nói chung là tâm lý bị thao túng vì cái chuyện là có mùi hôi đó. Phải xịt nước hoa không? Tức là bị ám ảnh đến mức độ là không nay đến đây không tô son nhưng mà nhất định là phải có nước hoa bởi vì ám ảnh vì mùi hôi. Và mình đã bị thao túng tâm lý và mình chưa bỏ được cái chuyện đấy. Ở đây quay lại trước tác giả nói là cái người sở hữu cái bộ công cụ đấy họ chủ động làm này đúng không? Chứ mà có phải ở dưới ngay bản thân xã hội thì cũng dần dần tự phụ thuộc vào, đúng không? Phụ thuộc vào. Chứ không trên kia chứ hẳn là chủ động áp xuống. Thực ra là mà khi lâu dần thì thực ra thì Ivan Illich Ivan Illich không chỉ đích danh là ai là người tạo ra cái đấy. Nhưng có một sự lệ thuộc đấy và ông ấy nói một cái chung chung là nền chính trị và những cái người mà độc chiếm cái công cụ. Bởi vì thật ra cái quan điểm của Ivan Illich thì khá là gần với Marx. Nó một sự triển khai theo hướng khác của Marx. Ông ấy cũng là một nhà theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Rồi mình nhìn như ông là hơi top down đúng không? Mình nghĩ là có thể đấy là với gọi là thỏa thuận chung xưa cả mình rồi cuối cùng thành cái hiện trạng này. Mình đi tiếp nhá, xong rồi sau đấy mình sẽ đi sâu hơn vào cái khía cạnh này khi mà bàn đến gọi là nền chính trị cộng sinh. Ông ấy cũng nói đến câu chuyện là nền chính trị cộng sinh.
có hai cái yếu tố trong xã hội mà theo Ivan Illich có thể gọi là hai cái trường hợp, hai cái yếu tố hoặc là hai cái thành phần xã hội mà nó bị gọi là bị rơi vào cái bước ngoặt thứ hai một cách tồi tệ nhất và nó kéo cho cả xã hội đi xuống theo Ivan Illich, đấy chính là y tế và giáo dục. Y tế liên quan đến sức khỏe của con người, đúng không? Sức khỏe cơ thể của con người. Giáo dục thì liên quan đến sức khỏe tinh thần của con người. Và Ivan Illich thì đi khá sâu vào hai khía cạnh này. Đầu tiên khi bàn về cái ví dụ đầu tiên ông ấy nói khi mà nói chuyện đến quyển, khi mà đề cập đến trong cái cuốn Câu Cụ Sinh này chính là y tế. Ngay ở trong chương đầu tiên các bạn thấy sẽ có câu chuyện ông ấy nói về y tế. Y tế cũng trải qua hai bước ngoặt. Chúng ta nhớ rằng là trước đây thì cái hoạt động y tế nó được thực hiện bởi các thầy lang. Ở phương Tây cũng có các thầy lang chữa bệnh bằng thảo dược hoặc là bằng các hình thức tập luyện, đúng không? Và thường những cái hình thức đấy thì bị coi là mê tín dị đoan. Nhưng mà họ vẫn có thể chữa bệnh được. Và thậm chí có rất nhiều các bệnh mà dân gian có thể tự chữa được. Hoặc là trong gia đình cảm sốt nhẹ thì các bà mẹ cũng đều có thể chữa được. Đúng cảm không? Sốt này xong rồi rối loạn tiêu hóa rồi đấy, đúng không ạ? Dùng thảo dược với sông. Ví dụ như cái vụ Covid vừa rồi ấy, nhà mình thì cả nhà đều bị Covid. Nhưng mà mình không uống thuốc bất cứ gì hết mà chỉ có sông thôi vẫn có thể khỏi được. Nhưng cái trong khi đấy mọi người rất là đau đầu với việc chữa nó. Thì thời xa xưa thì con người có một cái mô hình chữa bệnh như vậy. Và đến những năm đầu thế kỷ 20, ở đây là năm 1903, à 1913, thì bắt đầu từ những năm 1913 thì mới đánh dấu một cái bước ngoặt đầu tiên của y tế. Đấy là với những cái công cụ máy y tế, các thiết bị y tế được phát minh ra thì các bác sĩ bắt đầu lần đầu tiên đo đạc được cái độ hiệu quả trong việc khám và chữa bệnh của mình. Và khi mà người ta bắt đầu đo đạc được cái độ hiệu quả đó thì bắt đầu họ sẽ tìm cách nhân rộng nó lên, mô hình y tế lúc đấy nhân rộng lên. Nhưng mà mặc dù nhân rộng nhưng nó vẫn ở cái mức độ gọi là 50-50, tức là có 50% là chữa bệnh tại các bệnh viện và tại các cơ sở y tế và 50% còn lại là vẫn các bệnh của mình vẫn có thể tự chữa được và chúng ta không lệ thuộc vào quá nhiều vào hệ thống y tế đó. Nhưng bây giờ con hắt hơi phát là đi viện luôn, đúng không? Rất nhiều gia đình như thế, con mới một đứa trẻ con mới hơi hắt hơi sổ mũi là đưa đi viện luôn. Chứ không bao giờ có cái gần như là không còn cái thói quen là tự chữa ở nhà. Bởi vì biết gì đâu mà chữa. Thực ra là không dám. Với những kiến thức đấy nó mai một đấy. Nó mai một. Trong này có mấy nguyên nhân đấy. Nó còn liên quan chuyện không thời gian nữa. Bởi vì chính cái hệ thống khiến cho người ta không có thời gian nữa. Không, mình không phải đâu, mình đã trải qua cái cảm giác này rồi. Tức là mình xin chia sẻ một chút vào cái thời mà mình nuôi con á. Thì cũng có những cái kiểu như là ví dụ như con trẻ con mà cảm sốt chẳng hạn thì đừng đi uống thuốc, đừng đi bệnh viện ngay mà hãy uống cái cây cái gì đấy chẳng hạn, hoặc là làm những cái biện pháp mà để giảm sốt chẳng hạn đó như thế. Thế thì mình đã từng cố gắng để đưa những cái phương pháp non medicine đó vào đối với con mình và mình cảm thấy là 2-3 ngày sau đến ngày thứ 3 nó không giảm sốt. Mình cảm thấy mệt mỏi quá đi. Con mình khổ quá đi, nó không có ăn được. Đó, nó gầy sọp đi, cái má nó đã bé bé rồi, bây giờ nó sọp đi nữa là mình sót cái má rồi thì bản thân mình rất là mệt, đúng không? Thế trong khi đấy là lần sau mình đưa con mình đi luôn. Thế là một ngày hết sốt luôn, con khỏe re và mẹ không phải chịu đựng cái sự ốm sốt quấy của con và con như vậy nữa. Thế là thật sự là từ đấy trở đi là với bất kỳ một cái lý thuyết về non medicine nào, ví dụ như không vaccine, rồi thuốc men, rồi lá cây, rồi cái gì đấy thì mình đều phản đối và mình thuốc luôn. Thì cái chuyện mà ví dụ như là xông hơi hoặc giải cảm các thứ để làm cho con dễ chịu hơn thì mình mới làm thôi. Và thật sự là bởi vì đó là con,
Thế nên là mình không dám, không không dám có cái sự gọi là phiêu lưu thử nghiệm lần thứ hai sau cái lần đầu tiên 3 ngày thật là khủng khiếp với con bé như vậy. Thế nên là mọi người cứ cái kiểu thuốc tự nhiên hoặc mọi người như thế nào, nhưng mà mình vẫn tin tưởng vào hệ thống y tế, có một cái công cụ y tế, có một cái chuẩn mực, có mọi thứ nhất định, nên là nó không hẳn nó là xấu. Quan trọng ấy, chúng ta để ý đây là đấy là tính lệ thuộc nhá. Đúng rồi. Chứ không phải là vấn đề xấu hay không xấu. Mình lại thuộc vào nó. Đấy là cái vấn đề, là cái hệ thống y tế khi mà đã được tiêu chuẩn hóa thì nó đi kèm với cái sự tiêu chuẩn hóa đấy là rất tối ưu. Chữa bệnh rất là nhanh. Chữa bệnh thì nhanh này, giảm tỷ lệ tử vong này. Và rất là thuận tiện. Và dần dần thì người dân chắc chắn là người ta sẽ chọn các cơ sở y tế. Nhưng không đơn giản thế, nó lại có một cái bước ngoặt thứ hai. Đấy là trong sau những cuộc thế chiến thì cái việc y tế nó ngày càng trở nên sử dụng các biện pháp mạnh hơn, nhanh hơn. Và nó càng gia tăng cái quyền lực. Bởi vì người ta cần chữa bệnh rất nhanh cho những cái người chiến binh tiếp tục vào cái guồng máy chiến tranh. Và họ cũng cần chữa bệnh rất nhanh cho những người công nhân để có thể tiếp tục sản xuất ra binh lương rồi những cái công cụ phục vụ chiến tranh. Và lúc đấy thì cái công nghiệp hóa nó mới thúc đẩy cái rất là mạnh mẽ. Và đến khi mà nó đã kiểu quá là tôn sùng cái sự nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Cái khái niệm đấy là khái niệm bốn cái tiêu chí của ngành công nghiệp hóa, đúng không? Nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Thì cái sự một khi mà nó đã bị thái quá thì nó lại gây ra những vấn đề. Cái vấn đề này nó không phải chỉ đơn giản là sản xuất thuốc hàng loạt hay là khám bệnh có công cụ. Khám bệnh có công cụ là một điều tốt. Thuốc là một điều tốt. Thuốc mà đã được tiêu chuẩn hóa là một điều tốt. Tuy nhiên bởi vì nó lại gây nên, tức là cái việc mà cái áp lực cho cái việc mà chữa bệnh nhanh này và cái hệ thống y tế đấy, bởi vì nó là tư nhân hóa, nó được sở hữu bởi các cơ sở tư nhân, cho nên nó muốn phải có nhiều người bệnh hơn. Đấy là một thực tế. Không, đấy là cái lý thuyết đấy mình cũng có nghe. Và có nghe. Nó và khi đó thì cái cách của nó đấy là nó khuyến khích người ta đến chữa bệnh ở bệnh viện nhiều hơn. Đây là mình chưa bàn đến chuyện là chất lượng vaccine hay là chất lượng thuốc nó kém đi. Ông ấy không bàn về khía cạnh đấy. Nhưng nó sẽ đưa ra rất là nhưng mà cái hệ thống đấy nó đưa ra rất là nhiều trick để khiến cho mình phải đi đến khám bệnh nhiều hơn. Đấy chính là cái hệ thống bảo hiểm. Những cái thiết chế về việc là những người nào đã từng bỏ tiền ra, có cơ hội, nói chung là những người mà đã từng bỏ tiền ra mua bảo hiểm thì chắc chắn sẽ được ưu đãi nhiều hơn so với cả những cái người mà họ chỉ đơn giản là có bệnh thì họ vào chữa thôi. Thì đấy là một cái hệ thống mà nó trói con người ta vào cái việc mà chữa bệnh. Khám định kỳ là chuyện rồi, những hoạt động khám định kỳ là chuyện hiển nhiên. Con người mất đi cái việc mà tự mình kiểm soát được, cảm nhận được cơ thể của mình. Bởi vì mình đã bỏ qua mất cái phần đấy, mình đã mai một nó đi rồi. Vì mình đã lệ thuộc vào việc là mình bị trói buộc bởi những cái tiêu chuẩn. Rồi họ thậm chí còn họ bắt đầu đặt ra những danh mục thế nào để gọi là bệnh. Bây giờ nếu như mà chúng ta tự đặt câu hỏi về nhau là thế nào thực sự được gọi là bệnh, có thể sẽ đau đầu đấy. Ví dụ như hơi hơi mệt một tí thì có được gọi là bệnh không? Bị cảm có thể gọi là bệnh không? Em hỏi thì bác sĩ bảo là không, tây y không có bị cảm. Đúng rồi. Nhưng mà đánh gió thì hỏi, còn thứ thì không. Thực ra bởi vì mình đi khám bệnh nhiều quá thì mình cũng giết tôi thành thầy thuốc. Thì nó sẽ ví dụ như thế nào là bệnh chẳng hạn, hoặc là mình tự cảm nhận của mình, hay mình đến bác sĩ bởi những cái hệ thống y tế và phát hiện bệnh ra cho mình nhá, thì
thì theo cái kinh nghiệm của mình là như thế này, quả thật đúng là chúng ta đã mất đi cái khả năng mà cảm nhận cái cơ thể mình nó không ổn. Nhưng mà quả thật là khi mà mình đến khám bệnh định kỳ, và mình khẳng định luôn là mình đã có một thời gian dài lang thang ở cái huyết học ấy chẳng hạn, và mình khẳng định là cái máu của chúng ta nó rất là nhạy cảm, nó rất là nhạy. Thử máu phát, bạn cứ tích 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 tích, độ mất tóm lại ở Vinmec thì mất 2,5 triệu, còn bệnh viện thường thì mất mất khoảng độ 1,2 triệu cho đến 800 ngàn, tức là rất tận full topping thì thử máu ấy, thì ngay lập tức bạn sẽ ra tất cả mọi full option, bạn sẽ ra tất cả mọi vấn đề trước khi bạn biết, bạn cơ thể bạn cảm nhận là nó đã xảy ra, tức là nó tạo lên cái effect luôn. Men gan cao, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao, những cái bệnh đấy nếu mà bạn, tức là cái máu ấy nó nhảy lên cái con số cao đủ để bạn cần phải uống thuốc hay thay đổi cái lối sống của bạn thì nó sẽ xuống, hay là nó uống thuốc hay như thế nào đấy trước khi mà nó gây ra cho bạn cái hậu quả mà bạn cảm nhận thấy được. Thế thì cái chuyện này nó vẫn là ok, mình đang bị phụ thuộc và mình đang bị chỉ số đấy, xét nghiệm đấy, và mình đang bị thao túng bởi một hệ thống y tế. Nên là mình cảm thấy là tốt nhất là đi thử máu đi cho nó biết trước khi mà thử máu và thử nước tiểu. Nước tiểu là mình cũng sẽ phát hiện ra, ví dụ như phụ nữ hay bị nấm candida đúng không, trước khi mà mình biết là mình cái chuyện, ví dụ như nấm candida đối với phụ nữ là sẽ ngay lập tức là sẽ cảm nhận được. Nhưng mà trước khi mà phụ nữ là có, tức là mình biết được cái chuyện đấy nó xảy ra, nó đã xảy ra hậu quả, nó đã có hiện tượng rồi, là mình đã biết rồi và mình uống thuốc luôn, thế là nó sẽ không gây những cái khó chịu cho mình nữa. Thì mình nghĩ rằng là ok, mình có thể là thời điểm này mọi người nói là mình bị hệ thống y tế thao túng, nhưng mà quả thật là để cho chúng ta sống một cách dễ chịu nhất và không chịu hậu quả của những cái bệnh đấy, hiện tượng của những cái bệnh đấy, thì chúng ta cứ đến mà thử máu. Tuy nhiên là cái thứ mà phiền mỏi nhất của hệ thống y tế, của cái hệ thống y tế gây ra ở con người, nó lại nằm ở cái vấn đề chi phí của hệ thống y tế đấy. Đúng nó rồi. Quá lớn. Nó quá lớn và nó trở nên khó tiếp cận với người dân, những người dân nghèo ấy. Chính ra. Đa phần cái bộ máy y tế, đặc biệt là ở phương Tây, thì chủ yếu để chữa bệnh cho những cái bệnh nani. Tốn rất nhiều chi phí để chữa những bệnh nani, rất khó. Và để duy trì cái mạng sống của những người mà ở độ tuổi trung niên, ra đấy là nhóm người bắt đầu có nhiều tiền và sẵn sàng chi trả cho y tế. Tăng tuổi thọ, nguồn lực của xã hội không hiệu quả. Đúng. Nó rất là khó nhá, nó rất là khó. Tức là nói chung là khi mà mình lan rộng ở cái hệ thống y tế nhiều và mình đến nhiều bệnh viện, thì mình hiểu rằng là mình hiểu một điều cực kỳ sâu sắc và rõ ràng rằng là xã hội này không có sự công bằng, và cái đặc quyền này, cho đến là cái cơ hội này dành cho người có nhiều tiền, người có nhiều tiền rất rõ ràng là như thế. Và những cái và thực ra thì mình cũng rất là thấm thía cái điều rằng là ở những cái nước phát triển, không chỉ phương Tây đâu, không chỉ phương Tây đâu, mà ở Nhật Bản, thậm chí bây giờ là Trung Quốc, thì họ dùng họ dùng rất là, họ spend rất là nhiều tiền. Và Mỹ nữa, mình đang chi trả chi phí ở Mỹ, thì là họ dùng rất là nhiều tiền cho cái việc research. Những cái research, những cái bệnh nan y cực kỳ nan y vào những cái research đó, và đưa ra thuốc mới, rồi thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm giai đoạn nọ giai đoạn kia. Và đúng như chị nói là cái toàn bộ hệ thống y tế nó đang chạy để phục vụ, làm sao mà sản sinh ra tiền để phục vụ, để gọi là cái gì, recharge lại cho cái chi phí nghiên cứu đó. Và thế nên là toàn bộ hệ thống y tế phục vụ cho người giàu và phục vụ cho bệnh nan y, mình cực kỳ thống thía cái điều đấy. Và nếu mà bạn nghèo thì xin lỗi. Giống như là ví dụ thuế đối với nông nghiệp vào thì các cái cơ sở đấy thì các cái đầu tư nghiên cứu, tức là y tế cộng đồng đối với họ có phát triển. Yeah. Mà y tế cộng đồng mới tác động phòng chữa bệnh, tức là một đồng nó có thể hiệu quả hơn nhiều so với để chữa được một vài người nan y. Nhưng mà như thế thì không mang lại lợi nhuận lớn. Đúng rồi. Không phải thế mới bảo là bởi vì đầu tư công nó chỉ phần nào thôi. Bởi vì nếu như mà phòng bệnh rồi thì người ta sẽ rất ít bệnh tật, và như thế hệ thống y tế nó không được có nhiều những cái lợi nhuận. Cái ý thứ hai của tác giả. Ý thứ hai chính xác. Cái bước ngoặt thứ hai nó gây ra một cái vấn đề như vậy. Đấy là cái cốt lõi dẫn đến cái vấn đề. Thực ra đây là
câu chuyện này là câu chuyện mà ông ấy viết từ những năm 1970. Đến bây giờ nó càng... Và đến bây giờ thì nó càng rõ ràng, càng và rõ ràng sau hơn. Cái vụ Covid-19 thì nó càng rõ ràng hơn. Và nếu như các bạn đọc quyển Sinh tồn của đô thị của Edgar Cayce và David Kahler, quyển đấy Book Hunter cũng xuất bản sau cái vụ Covid, thì hai ông tác giả đã viết một cái cuốn sách để phân tích về cái việc mà cái hệ thống y tế công và những cái dịch vụ công nó đã tồi tệ như thế nào khi mà giải quyết một cái vấn đề khủng hoảng, và người ta đầu tư quá ít cho những cái dịch vụ công như thế nào. Đặc biệt trong đấy là câu chuyện về y tế, và toàn bộ cái câu chuyện y tế đấy nó là một câu chuyện hoàn toàn hiện thực của những cái điều mà Ivan Illich đã viết ở trong cái cuốn Công cụ cộng sinh này. Trong những cái ngày tháng đấy thì các bạn thấy rằng là nếu như những ai mà ở Mỹ mà phải vào viện vì Covid, đúng không ạ, chi phí rất đắt và không có đủ chỗ cho bệnh nhân, bởi vì cái bệnh viện đấy, cái quy mô đấy để dành cho chữa những bệnh này đi. Nhưng mà vấn đề là người ta quá sợ hãi và người ta bắt rằng chúng ta sẽ phải chữa bệnh tập trung, không được tự chữa tại nhà. Nhưng mà khi mà đi vào hệ thống chữa bệnh tập trung thì người ta cũng không có đủ khả năng để người ta xử lý. Đấy là một cái vấn đề nữa của cái bước ngoặt thứ hai về y tế, đấy là nó từ chối cái việc chữa bệnh không chuyên, bán chuyên. Bắt tất cả mọi thứ phải đi vào một cái quy mô của sự chuyên nghiệp hóa, tức là chỉ có những người đạt tiêu chuẩn, có ngành y, có bằng cấp y thì mới được phép chữa bệnh thôi. Trong khi đấy những cái kiến thức y mà những cái chữa bệnh, phòng bệnh và chữa bệnh căn bản thì hoàn toàn có thể phổ cập qua hệ thống giáo dục. Hoặc là cái thay vì chiếu quảng cáo thì chiếu cái đấy đi. Nhưng mà đương nhiên không rồi, bởi vì chiếu quảng cáo thì sẽ ra tiền, còn phổ cập những kiến thức kia thì nó hạn chế đến cái túi tiền của họ. Cho nên là cái hệ thống y tế nó trở thành thứ rất khiếm khuyết và trói buộc người ta vào trong cái gọi là trói buộc người ta vào trong một cái mô hình chữa bệnh bắt buộc. Thực ra chính bởi vì cái cách của nền y tế nó bị tập trung và chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa, và nó có xu hướng độc tài. Nó độc tài thực sự bởi vì nó từ chối những cái phương pháp chữa khác và từ chối cho những phương pháp chữa khác có quyền được nghiên cứu ấy. Ví dụ như bây giờ độc tài hoàn toàn về mặt chuyên gia. Thì chính cái việc đấy nó khiến cho những trò đến quảng cáo của Google, Facebook còn chặn. Đúng rồi. Nó khiến cho tất cả những cái trò chữa bệnh tức là nó khiến cho cái việc mà chữa bệnh bán chuyên hoặc là từ những cái phương thức dân gian nó mới kiểu lạ xị như thế. Nó không có hệ thống, rồi kiểu chẳng có quy củ, chẳng có bài bản gì cả. Rồi cũng không được phát triển cái công cụ đo. Không được hỗ trợ. Nó không được hỗ trợ. Bản chất là nếu mà các cái y tế gọi là chính thức đấy, thì thật ra là cái việc chuyên gia thì nó sẽ tăng được sản xuất chữa này, đúng không? Nhưng mà đấy là về lượng, về chất là vậy. Về lượng thì chúng ta phân tích là nó sẽ đúng không? Khó về lượng là nó nhưng sẽ... mà nếu mà bán chuyên thì ok, về chất thì tôi sẽ không bằng được chuyên gia. Nhưng mà nếu mà cái đấy có thể phổ biến được các kiến thức hoặc là có cái các cái thiết chế để hỗ trợ đấy. Thì cả... nó lại có cái ưu thế về lượng. Và có những cái bệnh nó đơn giản thì đúng là sẽ kiểu là được. Hoặc là những cái chăm sóc sức khỏe thông thường là người ta có thể kiểm soát được. Những hiểu biết về giấc ngủ hay là cân nặng hay gì đấy, nếu người ta biết người ta sẽ tự điều chỉnh. Thì cả đấy nếu mà được thì tốt hơn, nhưng mà chả được để ý đâu. Thì đấy là cái vấn đề của cái công cụ này, nó đã bị đi theo hướng thao túng, chứ nó không còn là kiểu nó cộng sinh, mang tính cộng sinh. Bên cạnh hệ thống y tế thì có một hệ thống nữa cũng tương tự như thế vừa nãy mình đề cập rồi, đúng không ạ? Đấy chính là hệ thống giáo dục. Không có một cái hệ thống nào mà nó mang tính tiêu chuẩn khắt khe như giáo dục hết. Nếu như mà hệ thống y tế gọi là theo kiểu tiêu chuẩn mới có được 100 năm, đúng không ạ? Từ năm 1913, 2023, hơn 100 năm, 110 năm. Thì cái hệ thống giáo dục ấy, nó cũng mới được khoảng 200-300 năm thôi.
hệ thống giáo dục phổ thông, phổ cập nó mới được ở một cái quãng thời gian rất ngắn. Có một cái bài viết của mình nói về cái lịch sử của cái hệ thống giáo dục mang tính phổ thông và phổ cập. Thế nào phổ thông và phổ cập ạ? Phổ cập thì nó mang tính bắt buộc, bản chất là giáo dục bắt buộc, tất cả mọi người ai cũng phải đến trường. Và phổ thông có nghĩa là có những cái sự quy định rằng môn học nào là môn học mà bắt buộc con người ta phải học qua nó để có thể là người hiểu biết. Và cái những cái danh sách như này thì cái danh sách những bộ môn này thì nó mang tính khiên cưỡng và nó chẳng dựa trên bất cứ một cơ sở. Người ta cố gắng thôi để tạo ra một cái. Và cái tiêu chuẩn của sự giáo dục bắt buộc này nó càng ngày nó càng kéo dài cái thời gian đi học của người ta, đúng không ạ? Ngày xưa chỉ học lớp 7 thôi, học lớp 7 có thể ra đi làm. Xong rồi sau đấy lên lớp 10 có thể ra đi làm. Bây giờ lớp 12, lớp 12 chưa, gần như là cũng chưa làm được gì, lại phải đi học một cái gì đấy nữa, có thể học cao đẳng, có thể học đại học. Xong rồi sau đấy những ông mà tiến sĩ giáo sư học cả đời thì những ông đấy là thực ra là đấy là một cái hệ thống giáo dục mà phân cấp và quy chuẩn hóa, nó tạo ra một cái áp lực đối với xã hội. Đó là những ai mà không có được các bằng cấp được gọi là tiêu chuẩn như vậy thì coi như là một thứ phế thải của xã hội và họ ở trong một cái tầng bậc thấp của xã hội. Ví dụ như các bạn có thể thấy rất là quen thuộc ấy, những cái câu nói của người Việt, bố mẹ mắng con ấy, mày không học đi sau này ra đường chỉ có quét rác thôi. Cô giáo mắng học trò, thầy cô giáo mắng học trò, theo kiểu như thế. Trong những cái câu đấy nó hàm chứa rất là nhiều những cái sự bất bình đẳng trong đó. Thứ nhất là kiểu việc quét rác thì không cao quý bằng những công việc khác. Và cái thứ hai nữa là cái việc mà đi theo cái tiêu chuẩn này thì mới được tính là một người có ích cho xã hội. Thì cả hai cái khía cạnh đấy thì nó đều hàm chứa trong đấy là một cái sự áp đặt của cái mô hình tiêu chuẩn về giáo dục. Trong khi đấy thì cái, nhưng mà bây giờ chúng ta quay trở lại nhé, là tại sao cái tiêu chuẩn giáo dục đấy lại cần thiết như thế? Cái nó phù hợp với cái xã hội công nghiệp hóa này. Chính thế. Ừ. Thế nhất là mô hình nó tương đồng. Nó giống một cái nó giống một cái nhà máy. Đúng không? Có dây chuyền để tập trung. Đấy. Thứ hai là ngoài việc giáo dục thì nó là một cái trại giữ trẻ. Thì khi đấy thì người lao động, tức là phụ huynh mới được giải phóng để đi làm việc ở nhà máy chứ. Con người bản thân là một công cụ trong hệ thống công nghiệp. Nó cũng là một dạng công suất và thực ra là con người cũng thực ra là một dạng công cụ và nó có những công suất riêng. Và cái việc mà người ta cho rằng là học theo các tiêu chuẩn kia thì có thể đảm bảo được cái việc sử dụng cái công cụ này. Ông có thể thành một cái ông biết hoặc là quan trọng là người có thể vận hành được cái hệ thống công cụ đấy. Người ta tin rằng là học từng đó thì có thể vận hành được các công cụ này. Ví dụ như rõ ràng là học khối A đúng không, sẽ sử dụng máy móc tốt hơn. Vậy là có thể biến mình thành cái công cụ đấy đúng rồi. Vào cái bộ đấy. Và những hội mà học về các công cụ về kinh doanh các thứ chẳng hạn đúng không? Ở đây có bạn Lan Ngọc là dân tài chính không? Em nhất định em phải học một cái công cụ về tài chính thì em mới đi tham gia vào thị trường chứng khoán do họ tự dựng lên được. Đúng rồi. Tóm lại là đây là một cái nhà cái và mày phải học lớn chơi của tao để có thể tham gia vào nhà cái thì mới có thể kiếm được tiền. Thì cái hệ thống giáo dục đào tạo chúng ta theo những cái tiêu chuẩn. Và các bác sĩ ở trên cũng là câu chuyện y tế đúng không ạ? Các bác sĩ, những cái người mà có thiên hướng về y học thì cũng được đào tạo theo một tiêu chuẩn duy nhất để trở thành bác sĩ trong cái bệnh viện đó, chữa bệnh theo quy trình đó. Và những cái căn bệnh mà do chính cái, có thể là do chính cái hệ thống y tế đấy gây ra. Hai mặt của một vấn đề, bởi vì chuẩn y
tế và phải chuẩn giáo dục thì bây giờ thì bởi vì là ai cũng đang cái cơ hội học đại học nó phổ cập quá, nó rộng quá, đâm ra là mọi người thấy, mọi người lúc này thì mọi người nhận ra rằng là giá trị thực tế của nó là không cao. Thế nhưng mà trong thực tế của lịch sử nhân loại trước đấy thì là cơ hội để mà được học rộng, học nhiều, hay là tôi không là phải là đẳng cấp này, đẳng cấp kia, tôn giáo này, tôn giáo kia, hay là tôi là phụ nữ, hay là tôi là đàn ông, tức là tôi có quyền học môn này hay không. Trong khi đấy thì ở trong xã hội hiện đại thì như vậy thì người ta mới có cơ hội để mà học nhiều ngành nghề như thế. Và có nói gì đi chăng nữa thì là khi người ta học như vậy thì người ta có xác suất, người ta có cơ hội thành công thì cao quá. Cao hơn. Có. Gọi là thành công cao hơn đúng không? No, không thành công, chỉ là cơ hội có việc làm có trong ngành đấy. Có chỗ đứng ở trong ngành đấy. Tức là cái cơ hội thành công cao hơn, tức là chỉ là cái cơ hội để thành công thôi. Thành công thì thực ra nó cũng rất là khó để định nghĩa thế nào là thành công. Thành công cũng là một tiêu chuẩn. Nó cũng là một tiêu chuẩn, nhưng mà cũng rất là khó định nghĩa. Thì đơn giản là ví dụ như bây giờ mình chỉ nói đơn giản thế này thôi. Ví dụ như là mình tốt nghiệp cấp 3 với lại so với lại cái người mà đỗ đại học đi, thì ít thì mình thấy rất rõ ràng là cái cơ hội kiếm nhiều tiền hoặc survive và thành công thôi nó cũng sẽ cao hơn cái người mà đỗ tốt nghiệp cấp 3, đúng không? Và lại một lần nữa là cái người mà đỗ cái trường đại học top đi, bách khoa, ngoại thương hay cái gì đấy đi, chắc chắn là sẽ có cơ hội thành công cao hơn cái người mà đỗ cái trường đại học dân lập hay cái gì đấy, cái trường mà đi qua là nó cũng kéo vào ấy. Bây giờ mình vừa sốt một cái tin đọc láng máng là 90% thí sinh đỗ đại học. Vừa đọc một cái tin như vậy xong, 90% thí sinh đỗ đại học. Đấy, thế thì nó không đảm bảo bạn thành công, nhưng mà nó đảm bảo là bạn có cơ hội thành công nhiều hơn. Thế thì như vậy thì nó cũng là một điều tốt. Thực ra đây là một cái cú lừa. Bởi vì cái xã hội nó được thiết kế theo trật tự như vậy để đảm bảo những công việc như vậy. Cho nên nó mới có một cái gọi là đeo đuổi theo cái khoa cử hoặc là cái bằng cấp như vậy. Nó, cái này thì nó không, cái câu chuyện này là câu chuyện mà đôi khi chúng ta sẽ kiểu cảm giác rằng là kiểu khi mà chúng ta đi được có bằng cấp thì chúng ta sẽ có cơ hội được kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta mua được nhiều đồ hơn và chúng ta hạnh phúc hơn, thì nó giống như kiểu là nền kinh tế sẽ phát triển tăng hơn thì chúng ta sẽ có nhiều vật chất hơn. Và nó sẽ là cả một cái quá trình tăng liên tục như vậy. Các cơ hội với lại các công cụ nó không toàn diện. Thế nhưng mà nhu cầu với lại mong muốn của con người thì lại là toàn diện, cái gì cũng muốn cả. Tôi không muốn học nghề, thế nhưng mà tôi muốn làm văn phòng cơ. Tôi muốn làm văn phòng cơ, thế nhưng mà tôi muốn là phải ra tiền ngay. Và ra tiền không những ra tiền ngay mà còn phải là thu nhập trên trung bình, nhiều tiền. Như vậy thì nó giới hạn khả năng đi học liên tiếp và nó giới hạn chuyện rằng là bây giờ làm văn phòng gì bây giờ nó có thể ra tiền ngay và tiền nhiều như vậy. Làm thợ mộc hoàn toàn có thể trở thành tỷ phú. Chính xác. Thế nhưng mà để mà lên đến trình thợ mà thành ra là thành thợ lành nghề như vậy thì lại không có trường lớp nào đào tạo ra cả. Mà đấy là cái quá trình đào tạo và làm nghề của cái người thợ đấy. Đến khi mà người ta có được một cái lượng việc làm, lượng contact nhất định và cho phép họ là có thể kiếm tiền một cách ổn định trên cái như vậy, và sau đấy là họ lại có thể trở thành cái người dạy nghề cho những người khác. Thế nhưng mà chắc chắn là không có trường dạy nghề nào mà có thể bảo tuyên bố rằng là cứ vào đây các bạn sẽ thành master carpenter, master gọi là mình nghĩ master carpenter, master mộc, nhưng mà trở thành tất cả như vậy. Không có chỗ nào có thể đảm bảo như vậy được. Họ chỉ có thể là cho rằng là theo như chúng tôi biết thì nó là như thế này, thế thôi. Một ví dụ rất hay nữa như bên kinh tế. Thì là bên kinh tế thì sẽ có nhiều bạn bảo rằng là nếu mà thầy giỏi kinh tế thế tại sao thầy đi làm giáo viên? Tại sao thầy không phải là tỷ phú? Tại sao thầy không phải là vượng vin? Hay là nếu mà là nhạc công, là giáo viên nhạc công thì bảo vì sao cô không phải là có album top 10 thế giới? Vì sao Taylor Swift trẻ bằng tuổi cháu cô mà nó lại giàu như vậy? Thì đấy lại là những cái vấn đề nó phức tạp hơn nhiều. Còn chuyện là cái cánh cửa đầu vào như vậy thì nó lại là chuyện khác. Nhưng mà nhiều khi mình phải phân định được chuyện là một đằng là giữa cái lựa chọn của tôi nó cho tôi những cơ hội gì và tôi phải đánh đổi gì để mà thăng tiến tiếp, và
cái lựa chọn của tôi là đã bị người ta chèn ép và bó buộc ngay từ đầu, và tôi không có lựa chọn, tôi không có cơ hội nào cả nếu mà không có người nâng đỡ. Đấy là hai chuyện khác nhau. Theo dạng là vào cuộc đua thì đã biết ai là người thắng, ai là người thua rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại tư duy giáo dục là một công cụ nhá. Công cụ thì nó cho chúng ta cơ hội. Nhìn giáo dục cho chúng ta cơ hội, giáo dục tại trường học cho chúng ta cơ hội. Nhưng mà khi mà nó là một thứ độc chiếm, tức là nó là một thứ bắt buộc cho tất cả mọi người, theo kiểu bắt buộc ở đây có nhiều nghĩa. Một là mày phải tốt nghiệp như thế này mày mới thành người, mày mới có cơ hội làm việc. Hai là mày không được học cái gì khác mà không có cái bằng cấp đấy, không có cái chứng chỉ đấy. Thì ở đây các bạn nghĩ xem cái công cụ đấy nó sẽ bị đảo ngược theo hướng như thế nào. Ví dụ như cái câu chuyện làm mộc của bạn ấy, câu chuyện người làm mộc họ không còn có một cái vai trò lớn ở trong xã hội, không đủ cao bằng một ông thầy giáo, bởi vì đơn giản làm gì có bằng cấp nào cho việc là ông là một ông thợ mộc giỏi đâu. Trong khi đấy một ông thợ mộc giỏi thì có thể cao quý kém gì ông thầy giáo đâu. Thậm chí ông thầy giáo mà làm mà dạy kém thì còn thua xa một ông thợ mộc giỏi, đúng không ạ? Thế nhưng mà bởi vì chỉ đơn giản bởi vì cái hệ thống giáo dục nó không chấp nhận cái nghề mộc như là một nghề xứng đáng được đào tạo, được coi trọng hay là xứng đáng được đạt chuẩn. Bởi vì đơn giản cái nghề mộc đấy có góp ích gì cho cả cái hệ thống, cả một cái hệ thống kinh tế kích thích tăng trưởng của nó đâu. Đơn giản cái nghề đấy đã bị gạt ra ngoài xã hội rồi. Nhưng nếu như nghề mộc, nếu như mà bạn học gọi là mỹ thuật công nghiệp ngành vật liệu hoặc là ngành thiết kế vật liệu các thứ chẳng hạn, xong bạn ra mở một nhà máy sản xuất mộc, sản xuất ghế như cái ghế này hoặc trường kiến trúc cũng được, thì tự nhiên trở thành một thứ rất là hoành tráng. Trong khi đấy một nghệ nhân mộc ngồi tự làm tay cho dù là cao thủ đến đâu thì cũng chỉ có những dân mà rất một cái nhóm rất là ít, những cái người dân mà họ yêu thích những cái tác phẩm điêu khắc đấy, họ có thể sẵn sàng trả giá rất cao. Nhưng mà để làm được như thế cũng đòi hỏi là bạn phải đánh đổi, chắc chắn là không thể chạy theo những cái sản phẩm thị trường được, đã phải có một sự hy sinh. Mình xin chia sẻ một câu chuyện, hai câu chuyện. Thứ nhất là câu chuyện xảy ra với em họ mình. Em họ mình thì bây giờ là bạn ấy là đang đi học làm nail để lên Hà Nội. Bạn ấy là sinh viên đang học ở trường Đại học Hoàng Hải, Hải Phòng. Thế rồi sau đấy là bạn đã làm rất là nhiều việc, quyết tâm để lên Hà Nội học và đã thi đỗ đại học trên Hà Nội. Và bố mẹ tuyên bố rằng là không có đủ tiền đâu. Thế là bạn đấy quyết định là đi học làm nail để gọi là có công cụ để kiếm tiền. Đó, thế thì mọi người trong nhà bàn qua bàn lại thì mới thấy rằng là chả cần phải đi học. Thế thì đi con mẹ học làm gì, đi học làm nail có khi lại đấy là một cái nghề và mở ra rất là nhiều cơ hội, vân vân và vân vân. Như thế, và thậm chí là đi làm thuê làm gì phát triển cái tiệm nail đấy, rồi thì mở ra cơ hội thậm chí là đi Mỹ, đi châu Âu, rồi đủ các thứ với cái nghề nail đó. Thế nhưng mà mẹ bạn ấy tuyên bố một câu như thế này. Đấy là mẹ bạn ấy là cô ruột của mình, là một cái chức công an rất là lớn ở thành phố. Tuyên bố một câu như này: nếu mà mày mà làm nail không, học làm nail không, kể cả mày có là chủ của 3-4 cái tiệm nail đi chăng nữa, mày không nhiều tiền đi chăng nữa, người ta sẽ gọi mày là con Linh, là nail đó. Nhưng mà nếu mà mày có cái tiệm 2-3 cái tiệm nail và mày đi làm ở một cái cơ quan sở mỏ nào đó thì người ta sẽ gọi là chị Linh, cô Linh, bà Linh. Ở đấy mày hiểu cái chữ ấy chưa, nó cái sức nặng là nó ở cái con Linh với lại cô Linh, bà Linh đấy. Ok, hết câu chuyện thứ nhất. Hết câu chuyện thứ nhất là mọi người sẽ rất là hiểu, đúng không, về cái quan điểm của mọi người. Cái câu chuyện thứ hai là mình có một bé 12 tuổi, rất là nhiều vấn đề, và mình đã hai vợ chồng mình đã suy nghĩ đến homeschooling.
suốt ngày thực sự là đã đưa bé vào một cái trường. Cái trường này nó chỉ có 5 học sinh học một lớp thôi. Nhưng mà luôn luôn bị cô giáo gọi đến và đủ các vấn đề. Nói chung là bạn ấy rất là nhiều vấn đề. Và mình đã nghĩ đến homeschooling. Thế rồi sau đó là mình cũng không khoảng 1 năm, 2 năm nghiên cứu homeschooling. Tức là chắc là 1 năm nghiên cứu homeschooling. Và cảm thấy hoảng sợ. Sao? Thứ nhất là mình không đủ thời gian, không đủ kiên nhẫn để homeschooling với con. Và không đủ trình độ, thời gian, kiên nhẫn và trình độ. Nói thật là trình độ luôn, trình độ của mình. Mình không tự tin để cho con homeschooling ở nhà. Cái thứ hai là mình cũng cảm thấy rất là hoảng sợ. Bởi vì rồi sao? Nó không được thừa nhận cả cái kết quả học đấy. Đúng rồi, không được thừa nhận. Nó rồi có sao? Nó đầu nhưng mà rồi sao rồi hiện. Sao không không hiện ra mình cảm thấy là con được thi với những cái chứng chỉ gì đó hay là như thế nào đó, nhưng mà thật sự mình cảm thấy là tức là không phải mình đăng ký thi cái chứng chỉ gì đó, nhưng mà mình cảm thấy rất là thực sự là bố mẹ mà mọi người cứ đứng ở ngoài nói thôi, mình là bố mẹ mà mình rất là cảm thấy rất là sợ. Và cuối cùng thì tức là mình không biết xử lý cái đứa trẻ đấy như nào khi mà nó không thích cái gì cả. Vấn đề là bạn ấy không thích cái gì cả. Không biết là mình nên thích cái gì, mình như thế nào. Thậm chí là bạn ấy đến thời điểm bây giờ còn chưa đủ tự lập. Và mình nghĩ là mình có thể đẩy đá đít bạn ấy ra khỏi nhà. Đến năm 18 tuổi có thể đá đít ra bạn ấy ra khỏi nhà để đi du học Đài Loan hay cái gì đấy. Mình hoàn toàn có tiền để cho bạn đi du học Đài Loan, Hàn Quốc gì đấy nhá. Nhưng mình không cảm thấy là bạn ấy có thể sang Đài Loan hay Hàn Quốc du học để bạn ấy sống ở đấy một cách là khỏe mạnh về mặt tinh thần và hào hứng đó. Thế nên là mình cảm thấy sợ hãi với cái ý định homeschooling. Tóm lại rất là nhiều vấn đề nữa homeschooling. Thế nên là mình quyết định là thôi, đặt ra một cái tiêu chuẩn là con chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 cho mẹ là được rồi. Và tức là như thế này, cách đây khoảng mình mới nhớ lại cách đây 3 năm mình cũng nói chuyện với bạn mà có con học dốt. Đúng, thứ nhất từ dưới lên không thích cái gì cả, chỉ thích cho điện tử, không xấu hổ, không cần học giỏi, cảm thấy bình thường nếu mình được điểm 2 môn toán, điểm 3 môn văn, tức là hoàn toàn nó buông xuôi hẳn luôn như vậy đó. Thế và nó khi mà mình nói chuyện trao đổi với bạn đấy về con cái các thứ, và bạn ấy cực kỳ cứng rắn đặt ra tiêu chuẩn với con cái của bạn ấy là làm cái gì thì làm, tốt nghiệp cấp 3 cho mẹ. Và mình cái lúc đấy thì mình phản đối cái tiêu chuẩn đấy của bạn đấy, nhưng mà đến bây giờ khi mà cái đứa con mình nó lớn lên và nó bước vào cái giai đoạn đấy, và cuối cùng thì mình cũng phải theo nó là đỗ cấp 3 cho mẹ cái đã. Tức là gần như là mình không thể nào mà mình đủ can đảm, mình trong cái guồng máy đó rồi, và mình không đủ can đảm để mình bước ra khỏi cái guồng máy đó. Mặc dù mình hoàn toàn, thậm chí là đến thời điểm bây giờ mình hoàn toàn welcome nếu con mình thích đi độ xe máy, thích đi cắt tóc, thích đi trang điểm, thích làm BD. Muốn gì cũng được, không cần phải đi học đại học. Cái vấn đề rất lớn là nó không muốn cái gì. Thậm chí nếu nó bảo rằng là bây giờ con muốn nghỉ học, con muốn đi học trang điểm cơ, con không cần đỗ tốt nghiệp cấp 3 cũng được, mình ok, welcome, không vấn đề gì, con đi học trang điểm đi cũng được, hoặc con thích đi độ xe, hoặc là thích đi may quần áo, thích đi chơi thích đi làm BD, và con được làm BD hay cái gì đấy, welcome hết. Vấn đề rất là vấn đề, nên là thôi nhờ các thầy các cô lại phải chăm sự nhiều cô. Đến mà rón rén nói với cô rằng chăm sự nhiều cô. Và mình cũng nghĩ rằng là nếu như mà nó không thích cái gì thì chắc là mình cũng phải nhét nó vào một cái gì đấy để kiếm miếng cơm. Ok, bây giờ có một vấn đề như thế này, phải suy nghĩ đấy là cái gì là cái gì. Cái gì? Bởi vì cái gì? Bây giờ những thứ mà phân loại gọi là những thứ thích đấy là những thứ mà nó đã được tiêu chuẩn hóa. Đây là một cái vấn đề trong quyển Công cụ cộng sinh cũng đề cập đến. Những lĩnh vực kiến thức được tiêu chuẩn hóa, cái môn này gọi là lý, môn kia gọi là văn, môn khác gọi là triết, làm neo thì không được gọi là một bộ môn. Môn thủ công. Nuôi tôm gọi là một bộ môn, đúng không? Môn chơi slam cũng là một bộ môn. Không biết là rồi để hơi khi nào con gái chị sẽ truyền đạo con em. Sau rồi con dạy thôi. Rồi sau con sẽ dạy thôi. Chẳng hạn như thế thì tất cả những cái vấn đề được gọi là tri thức nó bị độc quyền theo một tiêu chuẩn, nó bị phân loại theo một tiêu chuẩn. Những nghề nghiệp
cũng bị phân loại theo một tiêu chuẩn. Ngày xưa có thể đầy người, người ta ăn không ngồi rồi đúng không? Thích ca ai? Ông ngồi không mà, ông có muốn gì đâu. Ông ngồi thôi. Thích ca. À thích ca đúng rồi, ngồi. Ông muốn ngồi. Ngồi thôi. Đấy, ngồi. Ngồi là một công việc. Okay. Ngồi là một công việc, đúng, đúng. Ngồi là một công việc, nhưng bây giờ xã hội mình không cho phép rồi đấy, bởi vì đâu cho phép những người nhàn rỗi đấy đâu. Là hoàng tử. Ca là hoàng tử. Cả nước nuôi có vợ có con đàng hoàng rồi, xong rồi chán bỏ đi. Hẳn hoi thế đây, hẳn hoi là những cái này nhàm lắm rồi, tao làm cái khác từ đấy. Chúng mày thấy tao làm cái này nhàm không hợp, vậy tao tao tìm ý nghĩa cuộc sống. Đấy, ngồi không để tìm ý nghĩa cuộc sống. Ngày xưa thì mấy ông triết gia cũng thế đúng không? Ừ. Ngồi nói nhảm thôi, có làm gì đâu. Ngồi chỉ có nghĩ và nói. Bây giờ cái hoạt động đấy không được đề cao. Nếu như mà một người lên nói giọng chia lý ở trên TikTok, mặc dù nói rất hay, rất vui, nhưng cũng sẽ không được đề cao, chỉ ở bọn TikToker trẻ trâu. Và họ cũng không có công, họ không có công cụ tư duy để họ có thể tư duy xa hơn nữa. Thế thì bây giờ cái việc mà những thứ mà mình gọi là thích một thứ gì đấy, cái thứ đấy mình cũng phải coi chừng xem là đôi khi mình bị định hình theo những cái mà xã hội nó đang quy định. Có thể coi các thứ đấy là những việc làm, nhưng mà có thể bạn không thích làm gì cũng là một việc làm. Má thích ngồi yên thôi. Má ơi, con tôi là thích ngồi yên như thích ca đấy hả? Ai biết được, cái đấy mình không chắc chắn nhá. Chỉ đơn giản có thể là mình chưa đủ hiểu biết để nhận ra được điều đấy. 11-12 tuổi. Thì cái đấy mình cũng sẽ phải xem xét và quan sát thêm. Quan sát thêm. Thế nhưng mà em thì hay bảo họ sinh viên là thầy hỏi bọn em là bọn em quen bao nhiêu người, không phải là biết trên mạng mà quen ngoài đời ấy. Bọn em quen bao nhiêu người mà có một sở thích cụ thể và người ta chưa bao giờ bỏ sở thích đấy. Ok, nhóm 1. Tiếp theo, người ta không bỏ sở thích đấy và người ta từ sở thích đấy người ta biến thành kỹ năng kiếm tiền. Thương mại hóa sở thích. Người ta thương mại hóa sở thích đi được, hay là người ta tìm được chỗ đứng trong thị trường bằng cái sở thích đấy. Ok, rồi. Tiếp theo, những người này không những người ta tìm được chỗ đứng trong thị trường mà họ còn thành đạt. Họ thành đạt trong thị trường đấy. Và bất kể là xã hội, gia đình có nói gì thì họ vẫn theo đuổi cái đấy đến cùng. Đấy. Thì khi mà gia đình rồi là xã hội mà ngăn cấm mình theo đuổi một sở thích thì luôn luôn cho rằng là mình sẽ không rơi vào cái nhóm thiểu số của thiểu số của thiểu số đấy. Và quan sát đấy là đúng. Quan sát đấy là đúng. Đại đa số mọi người chỉ có kỹ năng đi làm thôi, mọi người không có tay nghề. Và chắc chắn là không có năng khiếu. Thế nhưng mà điều đấy không ngăn cấm chuyện là người ta có thể có thu nhập. Thế nhưng mà không ai bao giờ nói ra mồm rằng là tôi muốn có thu nhập thấp cả. Vậy thì là trong cái ngành nghề lĩnh vực hay là sở thích của tôi làm gì để mà tăng được cái khả năng sinh lời của nó bây giờ thì nó là một câu chuyện khác. Bây giờ con, em đây là con của chị ạ. Thì em 12 tuổi. Thì em chưa bao giờ gặp mà chưa bao giờ quen thần đồng nào mà 12 tuổi mà có sở thích mà gọi là sau này là kiếm tiền được. Thì đâm ra em chỉ toàn quen những người là bản thân em cũng chỉ là những người mà đến một độ tuổi nhất định chọn cái gì đấy làm không bỏ cuộc và sau đấy là từ đấy là nó không bị đào thải trong thị trường. Tức là tự nhiên là thành ra là coi như là nghề chọn người. Còn người chọn nghề thì cái chuyện đấy nó rất là hiếm, nhưng mà đương nhiên là hoàn toàn có thể hiểu chuyện là mình là cha mẹ, mình mong muốn là con cái nó có một cái theo đuổi ngay và sau đấy là mình không phải lo nghĩ nữa. Đấy đúng là một mong muốn rất là chính đáng. Là mẹ đây, có cái sự đây cũng, an toàn cho đây cũng lại là một vấn đề nữa, đấy là cái quá trình nghề. Nó cũng là một quá trình mà nó cũng được tiêu chuẩn hóa theo mô hình mới. Nếu như mà có những đứa trẻ nó có những sở thích mà những sở thích đấy không thể ra tiền được. Bây giờ mình chưa bàn đến sở thích nhá, cái sở thích nó hay bị hiểu sai. Nên mình dùng một cái khác đi, một từ khác đi. Là, hiểu biết hay là chuyên môn đi. Một cái chuyên môn, một cái năng khiếu. Mày học văn học Trung Quốc 2 năm rồi. Đúng rồi. Mày giỏi chưa con? Đấy. Khó đấy. Khó đấy. Câu trả lời là khó trả lời. Văn học Trung Quốc còn kiếm tiền được. Văn học 2 năm đòi giỏi á. Văn học Trung Quốc còn kiếm tiền được nhá. Nhưng mà từ góc độ phụ huynh người bảo. Ví dụ như mày học 2 năm mày hết một nửa thời gian học đại học được gì nữa. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình thích tìm hiểu về thần thoại. Ok, thần thoại
mà không không hoàn toàn chỉ là thần thoại bình thường, mà mình thích tìm hiểu về quỷ học đi. Ok, tìm hiểu về con quỷ. Bây giờ phương án kiếm tiền thì thầy làm thầy chúng ta. Đúng không? Ok. Thì thì đấy là một cách thức bị quỷ ám đúng không? Không phải, không phải như thế này này. Nhưng mà như thế, nhưng mà như thế. Nhưng mà như thế. Nhưng mà như thế thì sẽ rất là dễ bị sa vào lừa đảo, bởi vì như thế cái nghề đấy nó không có tiêu chuẩn, nó không đo đạc được. Mình cũng đâu có thực sự kiểm soát được con quỷ đâu. Nhưng mà bởi vì mình không có một cái nghề nghiệp nào mà phù hợp với cái sở thích nghiên cứu về thần thoại, về những con quỷ cả. Ok. Thế bây giờ mình có thể sử dụng sao biết là mình game này thì cúng. Nhưng mà không ai mặc cả được. Không, nhưng mà thầy cúng thì nó lại không đúng với cả cái đam mê nghiên cứu quỷ. Thì thầy cúng triệu hồi thần mà mình có thích thần đâu. Nhưng mà khi mà có một cái, khi mà xã hội nó phát triển đến ngưỡng là có những thứ mà cái chuyên môn đấy của mình, cái sự yêu thích đấy của mình có thể sử dụng được. Ví dụ như là làm một cái game chẳng hạn, thiết kế một cái game đúng không? Thì một cái game đấy mà liên quan đến các con quỷ thế giới, có thể là board game, có thể là hoặc là một cái phim chẳng hạn, thì như thế cái chuyên môn của mình có thể sử dụng. Tuy nhiên là cái chuyên môn của mình nó quá chuyên, cái chuyên môn mình quá chuyên biệt, và không phải lúc nào người ta cũng biết đến mình. Nhưng bởi vì mình bình thường mình cũng chẳng tự tin để mà mình nói về cái sự yêu thích đấy của mình. Mình không thể hiện ra là tôi thích cái đấy, tôi đam mê những thứ đó. Tôi, hoặc ví dụ như thậm chí họ còn không đủ dũng cảm để họ cống hiến cái kiến thức đó cho cộng đồng. Thì ai biết đến là họ có cái chuyên môn đấy. Làm bố làm mẹ mà con có cái thích cái sở thích đó, và cái sở thích đó nó không ra tiền, chị hiểu không? Nó chưa ra tiền chứ. Okay. Không ra tiền. Ok, nó chưa ra tiền, và cái vấn đề là nó chưa có cái gì rõ ràng cả, thì là bố là mẹ rất lo lắng, rất lo lắng, thật sự lo lắng. 30 tuổi chưa rõ ràng. Bởi vì con tim nó sẽ chạy theo đấy mà không biết nó cứ. Đúng rồi, và bố mẹ thì chắc chắn được theo con đường. Bây giờ mình là bố mẹ, và mình đã có một cái sự rằng là như thế này, mình đã hoàn toàn hiểu bố mẹ mình hồi xưa. Rằng là như thế này, con bây giờ con làm cái gì mà ra tiền đi. Con làm cái gì, làm mộc hay là làm bộ đầu, cắt tóc cái gì đấy ra tiền đi. Còn lại con vẫn cứ giữ cái sự say mê của con, cái tìm hiểu của con đấy. Nhưng mà con mẹ yêu cầu là con phải đi học cái nghề gì đấy nó ra tiền, nuôi sống con. 12 tuổi, nhà có điều kiện bảo bây giờ mày phải kiếm tiền. Không có động lực đâu. Không có động lực. Và thực ra cái việc mà bây giờ nhá, có mấy thứ khác nữa nhá, cũng liên quan đến câu chuyện là tiêu chuẩn. Đấy là câu chuyện tại sao 18 tuổi tôi phải ra được tự lập. Nếu như mà 10 tuổi tôi có thể tự lập được thì tôi có thể tự lập được, đúng không? Đúng rồi. Còn nếu không thì 30 tuổi chưa tự lập được thì cũng có sao đâu, bố mẹ tự gánh. Khi nào người trưởng thành. Bao giờ là người trưởng thành thì tôi rồi sẽ. Bây giờ cứ lấy theo tuổi sinh học đã dễ. Đang nghĩ cảnh một đứa bây giờ 10 tuổi ra bảo bố mẹ rồi, con độc lập rồi. Tao bảo ok, bây giờ mày đi ra được góc nào trong thành phố này mà với 10 tuổi của mày mà độc lập được rồi, tự lo được rồi thì công nhận mày là thánh trên đời này. Cái đấy bây giờ mình nhìn thấy là buồn cười đúng không? Nhưng các bạn nhớ lại trong lịch sử. Thánh giáo câu chuyện quá xa vời. Nhưng mà nếu phải thì có một câu ví dụ như trong thời Tam Quốc đúng không ạ, nhân vật là Tôn Sách, ông ấy 14 tuổi ông đã dựng nên nghiệp Đông Ngô rồi, đánh Đông dẹp Bắc, nhưng bố ông ấy chết, và lúc đấy là ông ấy phải đi làm gọi là tướng dưới trướng của một thằng một thằng mà ông ấy rất là ghét, đấy chính là cái thằng mà giết bố ông ấy. Không phải Lưu Biểu mà là Viên Thuật đó. Và thực ra là ông ấy hoàn toàn có thể tự lập được rồi. Hoặc là ví dụ như ở trong lịch sử Việt Nam thôi, Lê Thái Tông, đấy là một nhân vật mà khi mà ông ấy mới lên ngôi, lúc đấy ông còn rất là nhỏ, Lê Thái Tổ chết này, xong ông lên ngôi lúc đấy ông còn bé tí, và các triều thần thì tiếm quyền, nhưng mà ông ấy tự Lê Nghi Dân, không phải Lê Nghi Dân, Lê Nguyên Long, Lê Thái Tông,
ông ấy đã kiểu lập mưu để triệt hạ hết. Và năm 12 tuổi thì đã kiểu thống nhất được cả triều đình ấy rồi. Cho nên là những thứ chị tiêu chuẩn em xem là có muốn thống nhất hay nhiều lắm. Cho nên những thứ tiêu chuẩn khi mà nó đã đặt ra quá lâu ấy, mọi người hình dung không? Khi mà nó đặt ra quá lâu thì người ta sẽ quên mất. Ví dụ như những cái người như Tôn Sách hoặc là Lê Thái Tông thì là những người mà từ bé, ví dụ Tôn Sách từ bé được đào tạo trên lưng ngựa, được ra đánh nhau trên chiến trường và đúng rồi, tuổi nghề thực ra là họ đã phát triển rồi. Hoặc là như Lê Thái Tông, Lê Thái Tông chẳng hạn, thì ông ấy đi theo bố ở trong môi trường triều chính cung đấu, được những thầy rất là giỏi dạy về cách cai trị, và ông ấy hoàn toàn có thể bắt đầu cách rất sớm. Đương nhiên là ông chết sớm, cả nhân vật đấy đấy chết sớm đều đột tử. Thì đấy là câu chuyện về việc là khi mà chúng ta bị tiêu chuẩn hóa quá, thì nó sẽ đúng rồi, nó sẽ thành nghệ thuật đấy. Ví dụ như năm 14 tuổi mình bắt đầu viết tiểu thuyết, đương nhiên cái tiểu thuyết của mình nó không phải là quá là xuất sắc, nhưng mà cái việc mà viết cái tiểu thuyết đấy nó là một cái chuyện mà người ta không tin được, như là tiểu thuyết lịch sử người ta không tin được. Và cái thời kỳ đấy mình mất rất nhiều năm không được xuất bản, chỉ bởi vì cái lý do là không ai tin 14 tuổi có thể tự viết được tiểu thuyết lịch sử. Cho nên đôi khi là có, nhưng mà sẽ có những cái đứa trẻ mà nó sẽ phát triển chậm hơn, bởi vì thời gian chủ yếu nó dành để đi chơi. Đang trẻ mà ta đang vui mà, ta đang chơi vui, tại sao ta phải cố gắng? Nhưng sẽ đến một ngưỡng và nó sẽ cảm thấy rằng là đây là lúc mà mình bắt đầu có thể học nghiêm túc rồi, mình có thể học hỏi nghiêm túc rồi. Và lúc đấy thì liệu cái hệ thống giáo dục nó có chờ được cho đứa trẻ đến lúc đấy hay không? Rõ ràng hệ thống giáo dục không. Thực ra đây là cái câu chuyện mà nó xảy ra với chính con gái mình luôn, bởi vì nó là một thái cực ngược lại với mình. Cả một cái thời bé chỉ có chơi bạt mạng luôn, chơi liên tục, không đọc sách, học hành các thứ không quan tâm, đến trường không quan tâm, nó chơi suốt ngày. Xong đến lúc homeschooling, mồm thì hô hào là thôi được sẽ tự học ở nhà, xong rồi bắt mình dạy, nhưng mà lần nào mình dạy cũng kiểu dẫy đành đạch lên, kiểu không muốn học, bởi vì mỗi lúc khóa học đấy kiểu não nó nóng, cả người nó căng thẳng ấy, không muốn học, cũng một cái sự kháng cự. Khoan, nó đi xong, chơi ấy, thì... xong rồi sau đấy em hỏi nó đi chơi ấy. Cái khúc mà nó đi chơi em hỏi lại là nó chơi cái gì, nó ngồi xem tivi hay là nó chơi nhiều lắm, nhiều trạng thái, đi chơi với bạn này, rồi xem tivi này, rồi mà xem tivi nó có thích xem đâu, nó bật đấy có tiếng người thôi, xong rồi ngồi nói chuyện với con búp bê này, chơi slam này, chơi chó này, ngồi 4-5 tiếng với bạn chó được. Thì sau đấy tức là thế giới tưởng tượng phong phú, đúng không? Thế giới nó sống trong cái thế giới của nó, và thế giới tưởng tượng rất là phong phú. Rồi sau đấy đến mãi tận năm 2020 nó mới bắt đầu có cảm nhận rằng là sau khi nó chơi chán chê, mới bắt đầu cảm nhận rằng là mình muốn học một cái gì đấy, và thứ nó muốn học là tiếng Trung. Trong khi đấy tất cả các tiêu chí thi, các gọi là tiêu chuẩn thi của bằng thi thì nó đều bằng tiếng Anh, nó nghịch lý không? Mà Trung Quốc thì nó không cấp chấp nhận homeschooling, nhưng bây giờ thì chẳng lẽ mình lại bắt nó học tiếng Anh? Nói chung là khi mà bạn thấy nó chơi triền miên như thế, đến lúc mà nó nói một câu là con muốn học cái này, đấy là một cái kiểu quá hạnh phúc rồi. không thể nào hồi giáp được nữa. Ok, học tiếng Trung đi, học gì cũng được. Và khi học tiếng Trung được 2 năm thì bỗng nhiên tự nhiên lại học được tiếng Anh. Trước đấy không học được nhá, trước đấy là toàn bộ từ tiếng Anh, từ chối khỏi não. Học tiếng Trung thì bắt đầu kiểu có cảm nhận để có thể có thể thậm chí là học tiếng Việt. bắt đầu có tư duy về tiếng Việt được. Không phải đâu, bắt đầu cái não nó bắt đầu hoạt động. Cái não nó bắt đầu hoạt động. Thật sự luôn, mình biết mà. Tức là ít nhất là cái não nó trước đấy nó không có hoạt động. Thế xong rồi Đấy
là nó chưa nhận được cái kết nối về mặt y học và chất khoa. Đây là được gọi là cái gì nhỉ, là nghiên cứu não bộ á. Mình rất hiểu cái điều đấy ấy, là cái não nó bắt đầu hoạt động tập thể dục theo kiểu tiếng Trung, giống như là warm up của cái bộ não nó, và nó gần như là nó mở đường cho những cái khác để vào não nó. Mình hiểu là như vậy. Thật là trước đấy đúng không? Trước đấy thực ra thì có một thứ nó thích, nhưng mà đấy là ngồi nói nhảm với chính trị. Ngồi nói nhảm với chính trị với cả về hoài nghi những thứ hiện sinh, những thứ hiện sinh, lịch sử rồi bản chất của quyền lực là gì, rồi mục đích ý nghĩa cuộc sống các thứ là gì, đúng không? Ngày xưa thì đã thể đánh triết gia rồi, đúng không? Thời là như Diogen là có thể đi ra ngoài đường nói lăng nhăng rồi, nhưng mà bây giờ Việt Nam không được như thế. Thậm chí là nó còn có ý thức được, lúc đấy mình đã khuyến khích là kiểu hay là lên TikTok nói mấy chuyện triết học này đi, đừng nói với mẹ, mẹ không muốn nghe nữa. Nhưng mà nó sẽ tự nó ý thức được rằng là lên đấy nói những thứ linh tinh thì người ta tưởng mình bị tâm thần. Xong rồi nó lại hỏi mình về chuyện là mình bỏ học thì sao. Đấy, cho nên là tự nó có một cái rào chắn về cái việc nó tự hạn, tức là những cái rào chắn, những cái tiêu chuẩn của xã hội là tự chắn nó trong cái việc nó biểu hiện bản thân nó. Mình thấy có một yếu tố mà khi nói chuyện học thì nhiều người không truyền đạt được cho con cái, mặc dù là tức là cách truyền đạt của họ thì sẽ ngả theo hướng là mày chả biết gì cả, xong rồi ra ngoài không sống được, thì có thể là đúng đấy. Thế nhưng đúng, mà đúng, hoàn toàn có thể đúng đấy, đúng, khả năng rất cao là đúng đấy. Thế nhưng mà vấn đề là chỗ là đứa trẻ khi nó còn bé thì chuyện học mà ngả theo hướng là chuẩn và ép buộc thì nó có cái sự kháng cự rất là cao. Và thường thì bởi vì số lượng môn nó quá lớn, nó quá làn trải như vậy, giáo viên lại không có thời gian để mà dành cho từng đứa trẻ, rồi là đặt câu hỏi rồi tương tác với nó, thì đâm ra là cái trải nghiệm học đấy nó rất là tiêu cực. Mà từ đấy nó dẫn đến chuyện là những thứ mình vốn thích nhưng mà khi mình học ở trên trường lớp thì nó lại ngược lại là lại không được bộc lộ, không được trau dồi nó lên. Chẳng hạn như con của chị thì chắc là xem ra là sau có kinh nghiệm, có thâm niên hơn 10 năm chơi thì bây giờ thấy là học mới là cái gì nó thú vị, nó mới mẻ. Thế nhưng mà chơi kiểu khác mà. Còn chẳng hạn như em chẳng hạn thì em không bao giờ nghĩ là sẽ có đến ngày mà em không thích xem phim nữa. Trong khi trước đấy thì là có hơn 20 năm kinh nghiệm xem phim Đông Tây, Nhật Bản các thứ, phim đủ các kiểu, nhưng bây giờ xem không thích xem nữa, thích học, thích đọc sách. Nó lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà lý do duy nhất mà khám phá được đến đoạn đấy là bởi vì là được phép theo đuổi cái đam mê đấy. Chính xác, xem được phép theo đuổi cái đam mê đấy. Còn đối với các bạn thì bây giờ các bạn ấy còn trẻ, các bạn ấy có thể không quan tâm đến chuyện là kiếm tiền và sống trong xã hội, nó không phải chỉ biết là đủ con ạ, không phải chỉ làm được là được. Có rất nhiều yếu tố mà quyết định chuyện là có được quan hệ hay không, có thành đạt được hay không, rồi là có duy trì được mối quan hệ tốt hay không, có rất nhiều kỹ năng khác ở trong đấy. Thì em có mấy đứa bạn mà thích vẽ rồi thích truyện tranh Nhật Bản cả đời theo nghĩa đen, sau đấy làm họa sĩ với lại học lên cái mỹ thuật công nghiệp với lại designer các thứ. Nhưng bây giờ khi mà đã hẳn hoi là có cả tiếng Nhật ở trong đấy rồi, có cả tiếng Anh, đi làm trong công ty Nhật thì nhận ra rằng là không chịu được làm việc trong cái môi trường văn phòng đấy. Mà bây giờ bạn ấy thấy bảo à thế chết, thì bây giờ lại là mình lại thiếu những kỹ năng về chuyện là làm việc với người nước ngoài, làm việc với người Việt Nam. Về những người từ xưa đến nay là mình có sở thích riêng, mình tránh không động chạm đến người ta cả, mà bây giờ mình buộc phải làm việc cùng với một tập thể, bây giờ lại không có những cái kỹ năng đấy, bản thân lại không đủ trưởng thành. Thế nhưng mà xem ra lại quá muộn để mà thay đổi rồi về mặt lý thuyết. Thế cho nên là khi kiến thức học này, chuẩn kiến thức học này, nhưng mà phân loại kinh nghiệm sống rồi là những kỹ năng khác mà bên cạnh kiến thức sách vở, cái điều đấy là điều rất là cần thiết. Mà có điều là ở trong một hệ thống giáo dục chính quy thì thậm chí người ta không thừa nhận rằng là những kỹ năng kia quan trọng còn hơn cả kiến thức sách vở. Và kiến thức sách vở có thể bù được, những kỹ năng kia chưa chắc bù được. Đây lại là một câu chuyện nữa mà quyển sách này cũng đề cập đến. Đấy là dạy những kiến thức kia tốn ít chi phí hơn so với việc dạy một kỹ năng thực sự. Bởi vì kỹ năng thực sự tốn rất nhiều chi phí và tốn rất nhiều, đúng rồi, nuôi ăn, rồi thậm chí là phải cầm tay chỉ việc, đúng không? Thực ra cái này nó cũng chính là cái câu chuyện mà
trải nghiệm việc dạy của mình ấy. Ví dụ như cùng ngày xưa mình có một lớp dạy viết, lớp đấy chỉ có ngôi giảng lý thuyết thôi, lấy giá rẻ rẻ thôi, đông người học lắm, nhưng mà kiểu học sau mọi người chả biết. Nhưng mà khi đến khi mà mình chuyển sang mô hình là hướng dẫn phải viết, bây giờ tập viết đi, và tôi sẽ ngồi chữa bài rồi chỉ ra những vấn đề mà đang gặp phải các thứ, giá cao hơn, học khó hơn, gần như là không có người học, bởi vì không thể nào mà mở được lớp đông như thế, bởi vì như thế mình sẽ chỉ dạy được khoảng 2 người trong một buổi thôi cùng lắm, hoặc nếu không thì 1 người một buổi là tốt nhất. Thầy cô bây giờ thì nó sẽ như thế, thì nói chung là như thế sẽ kiểu chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, mà kiểu người học người ta cũng sẽ khó tiếp cận hơn, thì đấy là vấn đề, bởi vì như thế sẽ không có một cái lực lượng giáo viên được chuyên môn hóa, đào tạo một cách bài bản, vì đi kèm nó cả một hệ thống sư phạm dạy đã là tiêu chuẩn. Hay bây giờ cả cái nhóm kia nữa, vứt họ đi đâu? Đấy cũng là một câu chuyện ở trong quyển Sinh tồn đô thị ấy, có đề cập đến. Kiểu bây giờ cái hệ thống giáo dục của Mỹ nó nhìn thấy rõ là cái kiểu học kiến thức kia, kiến thức cơ bản kia, kiến thức phổ thông kia, nó lỗi thời rồi. Nhưng mà bây giờ một dàn giáo viên được đào tạo ra đấy, bây giờ phải giải quyết thế nào? Cho nên họ không thể nào chuyển đổi mô hình giống như Đức là kiểu ngay lập tức học nghề luôn được. Bởi vì cái lượng giáo viên đang tồn đọng kia tốn quá nhiều chi phí, không giải quyết được nó, không giải quyết được các chi phí xã hội. Đấy thì thực ra cái câu chuyện ở trường phổ thông, cái hệ thống giáo dục nó không đi sâu vào những cái kỹ năng thực sự, hoặc là cũng không thể nào mà đa dạng hóa các ngành nghề, hạn chế trong cái việc đa dạng hóa các ngành nghề, thì nó đến từ cái câu chuyện chi phí quá cao. Hoặc ở đây nếu như mà các bạn nào tìm hiểu thêm về homeschooling ấy, thì sẽ thấy có cái chương trình thi IGCSE và A-Level, hoặc là bên Mỹ thì có chương trình SAT đúng không? Thì các cuộc thi đấy là các chuyên môn của nó cũng được chia nhỏ ra, và nó được phân loại theo, mặc dù nó không lý tưởng nhưng mà nó đã đa dạng hơn rất nhiều so với hệ thống giáo dục của Việt Nam rồi. Nhưng con bé nhà mình nó thích những lĩnh vực mà không ở Việt Nam không ai dạy hết, và ở trên thế giới cũng không có thầy giỏi để mà dạy. Đấy là psychology và sociology, xã hội học và tâm lý học. Ở Việt Nam thì làm gì có người có thể luyện thi cho nó, tự học thôi, nếu như mà đỗ được thì đỗ, còn không đỗ được thì chịu, cái đấy mình sẽ phải chấp nhận. Còn bởi vì là thuê, rồi thậm chí là kiểu thuê một thầy để dạy cái lĩnh vực đấy mà không đủ một số lượng đông cũng cùng tham gia vào cái môn đấy thì nó vô cùng tốn kém. Có thể là kiểu một năm tốn đến 50-70 triệu thuê một thầy giáo dạy một lĩnh vực như vậy, thì như thế cái chi phí cho cái việc làm một cái hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn mà lại chuyên môn hóa, cho theo chuyên môn hóa theo kiểu rất là chi tiết và phục vụ toàn bộ các thiên hướng khác nhau, thì đấy là một thứ mà nền giáo dục quá tải, vì thế nên nó lại chọn một cách đấy là đưa ra một cái tiêu chuẩn rất là giản lược và bắt tất cả mọi người phải đảm bảo cái tiêu chuẩn giản lược đấy, mặc dù cái công cụ đấy nó không phù hợp tất cả mọi người. Căn bản là nó chiếm cái thời lượng quá nhiều, nó lấy số đông, bởi vì cái mục tiêu là để tạo ra những cái nhân công phục vụ cho cái hoạt động công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nên nó có cái giá trị, nhưng mà đúng là nó chiếm nhiều thời lượng quá. Nó chiếm quá nhiều thời lượng. Đây, nếu giả sử ok, tôi học những cái môn bắt buộc đấy nửa ngày, còn nửa ngày nữa để theo thế hướng của tôi, đúng không? Còn buổi tối về gia đình nếu được thế. Cần học đến lớp 7 thôi. Kiểu vậy. Chẳng hạn vậy, ở đến năm thôi. Đến cỡ khoảng mười mấy tuổi, 15 tuổi là cùng, đúng không? Còn sau đấy để nó định hướng được cái thiên hướng thì nó đi. Thì thực ra bây giờ là nền giáo dục chưa nghĩ ra được business model mới. Có thể hiểu là như vậy. Thì nhưng mà sự khuôn định các cái gọi là bộ công cụ, đúng không? Nó tạo ra cái tính bảo thủ và nó giảm cái tính thích nghi. Đúng rồi. Giảm tính sáng tạo và nó đạt đến cái trạng thái cộng sinh rất là chậm hoặc là khó, đúng không nhỉ?
Nhưng mà giờ nó có bị cạnh tranh đâu mà phải thích nghi. Đúng chính xác. Tán đau đầu. Cái tính bảo thủ, tính sáng tạo nó bị tự do sáng tạo nó giảm đi. Thiếu 100.000 giáo viên mà bây giờ tự nhiên cố đào tạo ra thêm, rồi sau đó lại thành một giả sử thừa chết à? Hay khi môi trường trường các trường tư ở nước ngoài thì nó rất là đa dạng và phát triển. Các nước châu Á đa phần là đâu có như thế. Dạy nghề cũng đa dạng, rồi là ở cái mức độ là chỉ là tham gia các câu lạc bộ của thể thao của các trường cấp 2, cấp 3, cấp đại học thôi. Nó đã có đủ chuyên môn để nó có thể là ứng tuyển cho các đội tuyển quốc gia rồi. Thì chuyện đấy là chưa thể có ở châu Á đâu. May ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà đấy, có một cái vấn đề là những cái đó nó chi phí nó rất là cao. Đấy cũng là một cái mà ta phải lưu ý. Học phí thứ cho những cái chuyên môn đấy. Không phải con nhà nghèo ở đây theo đuổi được. Nếu mà rẻ nhất mà vẫn chất lượng, chỉ có tự làm thôi. Đúng rồi. thì đây làm thì không học được kinh nghiệm từ những người khác. Thì cái đấy là kinh nghiệm để mà cái đấy là giai đoạn sau. Cái đấy là giai đoạn sau thì có thể bằng cách khác. Cứ nền tảng là nền tảng, cái này bố mẹ tiết kiệm chi phí được. Chương trình chính quy là có thể 5 năm, 6 năm, cái này học có chỉ 2 năm rưỡi thôi. Nhất là khi nó bớt được rất nhiều môn như thế. Và Ivan Illich thì đề xuất một hệ thống giáo dục rất đơn giản thôi. Ok, thích bắt buộc cũng được. À nhầm, xin lỗi, thích hệ thống giáo dục theo kiểu trường học cũng được. Nhưng nó không phải mang tính bắt buộc. Có nghĩa là ai thích đi theo cái con đường đấy thì tốt. Còn nếu không thì cũng không sao cả. Và thực ra cái hệ thống việc làm trên thế giới dần dần nó cũng đang chuyển dịch sang hướng là những người có kinh nghiệm để làm việc hơn so với cả có bằng cấp hay là tham gia các câu lạc bộ trường học. Tuy nhiên cái việc đấy nó cũng là một sự chưa chắc nó đã mang đến sự bình đẳng, bởi vì ai sẽ là người có cơ hội làm việc sớm, đúng không ạ? Bill Gates thì rõ ràng có nhiều cơ hội hơn để có các kinh nghiệm hơn so với cả những cái đứa trẻ mà ở những cái khu châu Phi. Bây giờ mấy cái lập luận những cái chuyện phổ cập ấy, họ luận dựa những việc là những người không được đi học là bị thiệt thòi hơn so với những người có điều kiện hơn. Cơ hội tiếp cận nó luôn. Thế mà bản thân cái chuyện đấy nó không chỉ là đầu ra của đứa trẻ của cái trường đấy, mà nó còn bao gồm cả cái hệ sinh thái kèm đi theo. Bố mẹ, bạn bè của bố mẹ, thầy cô, các công ty xin việc ra, đấy đều là thành cái hệ sinh thái mà nó có cơ hội sau với những người mà ở châu Á, ở Trung Quốc chưa gọi là gì nhỉ, là xuất thân, không có xuất thân gì cả, đấy. Không có ai trong ngành, không có ai trong các lĩnh vực để mà có thể nhờ vào căn cơ, không có căn cơ. Và thực ra đấy cũng là một kiểu độc chiếm những cái cơ hội ấy. Nhưng mà mọi người có nhận thấy này như này không? Tức là khi mà mình suy nghĩ về y tế, mình đã từng suy nghĩ về y tế đúng không? Và bây giờ khi mà mình suy nghĩ về giáo dục thì mình lại nhận thấy rằng là rõ ràng là xã hội không có sự công bằng. Xã hội không có sự công bằng. Rõ ràng. Rất rõ ràng. Anh càng giàu thì cái cơ hội, bố mẹ anh càng giàu thì một cái cơ hội giáo dục của anh nó sẽ càng lớn hơn, đúng không? Không biết là mọi người thế nào nhá. Ví dụ như là mình đã sinh ra trong gia đình, thật sự là mình nghĩ rằng là bởi vì bố mẹ mình có tiền, thế nên mình mới được đi ôn thi để ôn thi vào trường chuyên lớp chọn, và thì mình mới có tiền. Thực sự là như vậy. Cái vấn đề ôn thi, anh này cũng học bách khoa hay sao đúng không? Đọc lá máng, anh học bách khoa, em khoa K47 đấy. Tức là bởi vì là bố mẹ mình có tiền, thế nên là mình mới ôn thi vào trường chuyên lớp chọn và mình có cơ hội để được vào trường đại học như thế này như thế kia và đi du học nước ngoài. Tất cả là do bố mẹ mình có tiền, nhưng mà thực sự bố mẹ mình cũng không có quá giàu, thế nên là cái con đường đi của mình nó rất là dài. Nhưng mà bây giờ thì sao? Đấy, mình giàu hơn không, nó như thế này á. Bây giờ khi mà sự mình cái khi mà con mình, từ khi mà con mình bắt đầu đi học á, và mình suy nghĩ đến chuyện là tiết kiệm tiền và kiếm tiền để cho con học trường nọ trường kia như thế nào, và mình bắt đầu cảm thấy rằng là nếu mình càng có nhiều tiền thì con mình cơ hội đến cái vạch đích nó ngắn hơn. Hoặc là cái vạch đích của con mình á, cái gọi là cái vạch xuất phát chứ nhỉ, cái vạch xuất phát của con mình nó sẽ gần cái vạch đích hơn. Mình đang cảm thấy là như thế. Nếu mình càng có nhiều tiền, rõ ràng là nó khác nhau. Nhưng mà thế là tốt mà.
Ừ, thế thì giới thấy rất một cách rất rõ ràng rằng là cái gì? Mình có tiền, mình biết lộ trình, mình chuẩn bị mà bây giờ không ra kết quả nào cả thì mới chết. Cái đó đầu tiên. Thì mới chết. Nó hên xui nha, nó hoàn toàn hên xui. Đúng là ta làm là vì ta làm chứ không phải vì kết quả. Cái đứa đầu tiên của mình may quá, nó mê tiền, nó thích tiền. May quá, thật sự đấy là một điều rất là may mắn. Bởi vì tại sao? Hồi xưa mình dùng tiền để dụ nó làm việc nhà. Và từ cái việc mà nó đã kiếm được tiền từ cái việc làm việc nhà, mặc dù là mục tiêu của mình là cảm thấy là mình muốn nó làm việc nhà thôi. Đó, thì nó tự nhiên nó sinh ra một cái chuyện là nó biết tiết kiệm, nó biết nó tiết kiệm tiền này, nó cảm thấy niềm vui của cái việc có tiền, tiết kiệm tiền. Và sau đó là nó đi chợ và mình nhận ra rằng là nó cân nhắc chi tiêu. Cân nhắc chi tiêu, bây giờ nó có 50.000 thì bây giờ nó tự phải cân nhắc xem mà nó có nên mua cái này giá 10.000 không, hay chỉ mua cái kia giá 5.000 thôi. Tức là biết cân nhắc chi tiêu và nó sản sinh ra rất là nhiều những cái việc mà liên quan đến tài chính của nó. Và mình cảm thấy là đến thời điểm này là mình cảm thấy thật là may mắn bởi vì nó thích tiền. Còn đứa thứ hai thì không may một chút nào là nó không thích tiền. Đấy là một điều biết, may mắn đấy. Biết. Nhưng không phải, nhưng bạn mà vấn đề là, bạn một là theo tài chính đúng không? Bạn một có thiên hướng tài chính. Bạn một là có thiên hướng tài chính và bạn hai, rõ ràng ra. Bạn hai xem ra là thiên hướng nghệ sĩ và xu thế là thích tiêu tiền. Đấy. Không, nói thế này đứa kiếm tiền đứa tiêu tiền là nghệ sĩ người tiêu tiền. Tức là bạn đầu tiên thì bây giờ mục tiêu rất rõ ràng, con muốn học ngoại thương. Rồi bởi vì tức là rõ ràng ra, ít nhất nó là rõ ràng ra là có một cái nghề như vậy và mình yên tâm rồi. Cái bạn thứ hai nhá, không thích tiền, thế nên nó không thể dùng tiền để dụ bạn ấy làm bất kỳ cái điều gì được. Đấy là một cái sự đau khổ của bố mẹ. Đấy là một điều may mắn của bố mẹ. Chị dụ bằng rất nhiều thứ khác. Chị không thể dụ được nó làm cái gì. Không, nhưng mà khi bây giờ nhá, cái con mình thích không bây giờ mình xin phép được chia sẻ một chút. Thứ nhất là tiền, quay trở lại câu chuyện tiền bản chất là gì. Đây chính là câu chuyện ở trong quyển Kinh tế học Thanh Liêng. Đúng rồi. Tiền nó chỉ là một giá trị giao dịch thôi. Nó không phải là một phần thưởng. Nó là công cụ. Và khi mà một đứa trẻ mà nó dễ dàng vì tiền để làm mọi thứ thì mình phải xem xét lại cách giáo dục của mình với đứa trẻ đấy. Và cái việc mà một xã hội mà toàn những con người mà chạy theo tiền cũng phải xem xét lại xã hội đấy. Đúng rồi. Bởi vì cái thứ mà mình cần đấy là mình cần sống. Mình cần sống và mình cần kiểu được biểu hiện những khía cạnh của con người mình. Mình cần được thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu của mình. Đúng rồi. Thế là đấy là nhầm lẫn mục đích phương tiện. Họ nghĩ là có còn, tiền đúng rồi, người ta bị nhầm về vấn đề đó. Nếu như mà mình có thể dễ dàng sống, mình có thể không cần mua gì. Mình không cần mua gì lắm, mình không hứng thú gì lắm và mình thỏa mãn với những thứ mình đang có rồi. Thế là được thì rồi. Cần gì mình phải chạy theo tiền nữa. Và tiền rõ ràng là không thể mua được bản thân mình, đúng không? Thực ra có rất nhiều người ở trong xã hội. Chưa chắc đâu, bởi vì rất nhiều tiền sẽ đi kèm với rất nhiều trách nhiệm. Chính xác. Và người ta thấy rằng là không thể đánh đổi cái sự sống của mình để lấy rất nhiều tiền đấy. Bởi vì cái này là cái mà không có một người siêu giàu nào ở trên thế giới mà cuộc sống không, gia đình không phức tạp cả. Không phải đâu, mình đã từng gặp một vài người, người ta sẵn sàng bỏ qua cái chuyện một cái cuộc sống mà giàu có bởi vì người ta bảo rằng là người ta mong muốn cái điều khác hơn. Người ta sống cái cuộc sống giàu có đấy, người ta không có tự do và người ta không phải là bản thân người ta, thế nên là người ta bước ra khỏi cái cuộc sống giàu có đấy và người ta chọn một cái cuộc sống mà nó không phải là nghèo đâu, nó không nghèo đâu, nó chỉ không giàu có bằng thôi. Đó thì thực ra đây cũng là một ý ở trong quyển Công cụ cộng sinh nói, tức là để giảm cái cơn nghiện giàu có. Thực ra cơn nghiện là tiêu thụ và kiểu cần phải cố gắng khiên cưỡng bản thân mình theo tiêu chuẩn. Thì câu chuyện đầu tiên đấy là chúng ta phải cai cơn nghiện về việc là mình phải có nhiều tiền, mình phải giàu có. Đúng rồi. Có điều là thuyết phục những người chưa bao giờ được ăn hay chưa bao giờ được chơi thuốc thì không thuyết phục được. Bảo mày nghe tao, có nhiều bạn gái đấy không thích đâu. Cảm thấy được lấp đầy, ví dụ như con bé đúng không? Có thể cái quá trình đấy nó cảm thấy được lấp đầy.
hoặc là cháu của chị đây thì có thể nó chưa được lấp đầy, nhưng mà chị đang theo theo thời gian thì theo nghĩ cứ dọn được dọn được dần, thôi, rồi nó sẽ tràn ly thôi. Chị đang lúc đó khi mà nói chuyện về bạn này là bạn ấy đang đã chán xem phim sau 20 năm bạn chán xem phim thì chị chợt nhớ rằng như này, tự nhiên thời điểm này hồi xưa chị rất là say mê chơi Facebook này, nào cũng phải post một hai bài, phải biết mình có phù hợp chả làm cái gì, tức là mình không mình không có mình không có buôn bán cái gì nha, nhưng mà mình cũng biết là phải post vào giò vàng để cho nó nhiều like. Nhưng mà có một cái chuyện rất là buồn cười như này nhá, những xã hội mà người ta không đề cao cái việc mà kiếm nhiều tiền, mà người ta đề cao cái việc là sống hạnh phúc và có ích, và có thể đấy có đấy, ích có ích thì những nước đấy nó lại giàu hơn những trên nước xe. Mà kiểu suốt ngày nói chuyện kiếm tôi phải kiếm tiền như Việt Nam đúng không? Đúng không? Bởi vì thực ra là tất cả mọi động lực thì đều để thu vén về túi tiền, nhưng tạo ra của cải vật chất thì không. Đây cũng là câu chuyện ở trong cả cái dòng thoái tăng trưởng. Bởi vì khi mà chúng ta bị ám ảnh về việc là mình sẽ phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt, đặc biệt là trong những cái vụ đầu tư tài chính các thứ chẳng hạn, đúng không? Chính xác thì đối với không dẫn đến đâu cả. Trong xã hội mà quá là gọi là đề cao tiền và kiếm tiền như vậy thì họ đâu có gọi là có cái thứ hạng trên thế giới đâu về chuyện nghệ thuật này, đúng rồi. Về sáng tác này, về các phát minh khoa học kỹ thuật này, thì đâm ra là cái chuyện là một đằng là tôi cần cái công cụ này, nó là cái mục đích sống của đời tôi, bao nhiêu cũng là không đủ. Còn đằng thì hẳn hoi là bây giờ thì người ta đã giải quyết được những cái nhu cầu cơ bản trong xã hội rồi. Tôi có thể ví dụ như là gần đây thì em xem được mấy cái video nói về người trẻ ở Trung Quốc, thì họ đưa ra một cái câu rất là hay về chuyện là khi họ so sánh giữa chuyện là ở lại ở nước ngoài hay là về Trung Quốc, thì họ bảo là bây giờ về tôi không phải là con nhà quan, bây giờ tôi về nước thì cạnh tranh rất là cao, làm thêm giờ rất là nhiều, trường lớp rồi là những cái không gian cho sở thích rồi là tự do ngôn luận rồi tự do các thứ là nó thấp hơn. Đấy thì trên đâm ra là thấy rằng trong khi tôi sống ở đây thì là tôi có của ăn của để, tôi có thể đi du lịch, tôi có thể dành thời gian cho sở thích và cái tự do công dân của tôi được tôn trọng nhiều hơn. Và như thế tôi thấy như thế này quá là đây chính là cái cuộc sống mà tôi mong muốn. Còn bây giờ nếu mà về quay trở lại thì đóng góp cho tổ quốc các thứ thật này kia, thế nhưng mà những tất cả những cái tôi đang có mà nó có tính là hạ tầng xã hội như thế này thì tôi lại không có. Mà như thế thì tôi bây giờ lại quay sang chuyện là bây giờ là phải có quan hệ này, phải có đủ các thứ khác này mà người khác đã có ở nước bản địa rồi thì là tôi sẽ không có. Cái mô hình mà Ivan Illich đề xướng, đấy là mô hình chúng ta thấy ở nằm ở trong hai chữ cộng sinh. Cái từ cộng sinh này tiếng Anh của nó là conviviality, có nghĩa là cùng sống. Bộ công cụ cũ nó lỗi như thế này, này. Còn bây giờ giải pháp của tôi theo bộ công cụ mới cộng sinh này. Và cái tính cộng sinh thì nó là một thứ ngược lại với cái nền công nghiệp. Định nghĩa. Và nó có nghĩa là cái sự giao thoa giữa tự chủ và sáng tạo của các cá nhân với nhau, và sự tương giao giữa cá nhân với môi trường của mình. Môi trường ở đây không phải chỉ riêng môi trường thiên nhiên mà là môi trường xã hội. Bên ngoài. Nó đòi hỏi là kiểu mình vẫn phải vừa có những thứ của cá nhân mình và vẫn tương giao với một thứ là môi trường sống, cái thực tại xã hội và đang diễn ra. Chứ nếu như mà mình nói không hoàn toàn thì nó cũng không phải là một cái điều tốt. Nó cũng là một trạng thái cực đoan, hoặc là cái kiểu có những cái nhóm người mà bây giờ họ anti công nghệ. Đúng anti rồi. Tech, họ hạn chế không cho con cái dính đến công nghệ. Thì đấy cũng là một cái thái cực đoan. Cực đoan. Có thể họ thấy là nó hơi bị nghiện quá. Ừ. Tùy cá nhân. Bớt đi là tốt. Bớt đi thôi. Nhưng mà không một tí nào cả đấy chắc chắn xác. Nó còn lạc điệu thì thậm chí là có thể hướng dẫn nó để nó có thể sử dụng cái công nghệ đấy. Nhưng mà hướng dẫn khó hơn. Đúng rồi, nó tốn nhiều chi phí. Bố mẹ đã master cái này chưa? Chưa. Nghiện lắm. Bố mẹ cũng nghiện lắm. Tại điều kiện thôi. Ví dụ như có đồng nghiệp của mình ấy, có con nó lập trình giỏi. Ông ấy sẽ không lập trình được đâu.
sẽ bảo con có thể lên đây con xem chỗ này để tự lập trình lại. Cho nó cái thời gian để nó tự lập trình. Điều đấy cũng xảy ra với đứa con đầu tiên của mình ấy, đứa con đầu của mình ấy, thì nó có bây giờ là cái câu chuyện mà phương tiện của nó nói chung thật là đau đầu. Bởi vì mình cho nó cái sự privacy quá lớn, nên là bây giờ anh đã có iPhone 12 và anh giữ cái privacy, anh cài passport các thứ và mình không được đụng vào điện thoại của anh ấy. Nhưng mà anh ấy đã rất là private như vậy. Và nhưng mà anh ấy có iPad từ hồi anh ấy độ khoảng 9-10 tuổi và mình cũng cố gắng cho rất là nhiều tiền, đầu tư rất là nhiều tiền để vì là đi coi bói là anh ấy có vẻ như là quan tâm đến cái ngành IT các thứ, tức là học về cái ngành đấy, tức là đầu tư rất là nhiều tiền cho anh đi học ngôn ngữ lập trình. Và bây giờ là anh ấy thiết kế ra những cái trò chơi rất là tào lao bí đao, và anh ấy tuyên bố là anh ấy chỉ thích phá và anh thích cái sự tào lao bí đao. Anh ấy lập trình những cái trò chơi rất là tào lao kiểu vậy á. Và nhưng mà những cái việc khác thì anh ấy sẽ rất là giỏi lập trình này, giỏi những cái công nghệ mà người khác đến nhờ, bà nhờ anh ấy và bạn của bà, bạn của bố nhờ anh ấy làm các mọi thứ. Nhưng mà anh ấy cũng quyết rằng không, con không muốn trở thành dân IT. Con đẹp trai, con không làm dân IT, con phải đi kiếm tiền. Đấy, anh đầu đi. Anh đầu. Không, anh thứ hai, chị đã sau khi nghe đang cố liên hệ giữa con đẹp trai và con không làm IT được bởi vì con đẹp trai. Không hiểu, tức là không hiểu đấy là cái lý do của nó. Là con không, tức là nó tham gia sâu cộng đồng đấy thì nó nhận thấy rằng là dân lập trình, ok, tôi ngồi dân lập trình chúng tôi đồng lưng trông mẹ quá, không năng động. Và đúng rồi, và thực sự là mình có những anh có những ý nghĩ rất là buồn cười á, anh rất là buồn cười. Thì mô típ á, tức là nói chung là từ bé anh rất là buồn cười. Anh ấy anti Facebook rồi Twitter, anh ấy coi thường, nhưng anh bảo solo, hiểu không, solo chip anh phải tham dự cái mạng gì ấy, không biết là hồi xưa Submit thì cái gì đấy mình không rõ. Và anh ấy thường xuyên lên Quora để giao lưu. Cái vấn đề là như thế, Summit cái gì đấy, Reddit cái gì đấy, và lên Quora để giao lưu đấy. Thế và anh ấy cũng quyết là không, con không trở thành cái lĩnh vực đấy nữa, con phải đi kiếm tiền, con phải học ngoại thương, ok fine. Nhưng mà anh thứ hai sau khi mà nghe bạn này tâm sự về cái chuyện là đã bỏ thích sở thích xem phim đúng không, và chị nhớ lại cái bây giờ chị đã bỏ được cái sở thích, tự nhiên chị không thích chơi Facebook nữa, thì chị nghĩ là thôi bây giờ cho nó xem TikTok cho nó chán đi. Trong đâu nhỉ, dâu ba còn mua chả thì mua nhiều cá ăn cho chán đi. hay là mình đang nghĩ là, hay là cho đứa con thứ hai là cho xem TikTok chán đi, thì thôi đến khi nào mà nó chán, nó phun thì nó mình sẽ. Nhưng mà cái đấy phải cần định lực, và vấn đề là sau đấy em phải có một cái để em lùi nó vào đây, xác định được ranh giới, xong rồi cái đấy là cái phương khó pháp để mà lái sang hướng khác. Cái này khó rồi. Khó là đó, là xác định biên là rất khó. Nói chung là việc khó quá thời khó cấm. Quá đúng rồi, không, nói chung là rất khó luôn. Và Ivan Illich cũng đề xuất về một cái tầm nhìn về một cái xã hội cộng sinh mới, thì cái xã hội cộng sinh này là một xã hội mà kết quả của các sắp đặt xã hội để bảo đảm mỗi thành viên nhiều quyền truy cập phong phú và miễn phí tới các công cụ của cộng đồng. Chúng ta chú ý nhé, là có nhiều quyền hơn đúng không? Để truy cập. Không phải vấn đề nhiều quyền chung. Đây là quyền truy cập để tiếp cận vào những cái công cụ của xã hội. Ví dụ như có một thời kỳ là các bạn có nhớ có một nhân vật là Alan Swart không ạ? Đấy, một thần đồng tin học. Cậu đấy đã hack một loạt các hệ thống của các cái bài tư liệu, của những cái tư liệu nghiên cứu khoa học. Book Hunter có dịch một cái bộ phim tài liệu khoa học đấy, bạn ấy đăng ở trên fanpage ấy. Bạn ấy sinh năm 86 và đã bị chính phủ tương truyền là bị chính phủ Mỹ ám sát bởi vì bạn ấy chết đột tử đột ngột. Thì sau khi mà bạn ấy công bố một loạt những cái bài nghiên cứu khoa học đấy, bởi vì bạn ấy lập luận rằng là những bài nghiên cứu khoa học đấy được làm bằng thuế của dân, tại sao lại hạn chế quyền truy cập của người khác? Và sau đó thì cái hệ thống cho phép truy cập vào xem những cái bài nghiên cứu khoa học đó mới bắt đầu open. Những cái open access là những cái thành tựu đấu tranh của bạn. Thì ví dụ như tri thức, nó là một thứ mà đáng ra ai cũng có thể
được truy cập vào để xem đúng không ạ? Chứ chúng ta không nhất thiết phải là giáo sư đại học để đọc những cái bài đấy. Hoặc những bài cái nghiên cứu khoa học của các trường đại học ấy, bây giờ nó cũng vẫn hạn chế là phải sinh viên đi học đại học thì mới được đọc những cái tài liệu đấy. Nhưng trên thực tế là nó không nên hạn chế như vậy. Chỉ cần là mình có khả năng để mua một cái tài khoản có thể xem thì mình hoàn toàn có thể học được, chứ không nên giới hạn như vậy. Nhìn chung là vẫn đang... Bởi vì cái chi phí nghiên cứu khoa học đấy ấy, thực ra là đều đến từ chi phí tiền thuế của người dân, chứ nó không phải là cái đầu tư của mỗi cá nhân hoặc là của một số tập đoàn nào đấy. Đấy là một ví dụ này. Đấy là một ví dụ này. Để đào tạo một chuyên gia thì nó... Rồi cái câu chuyện về y tế cộng đồng của chúng ta đúng không ạ? Y tế cộng đồng, cái việc khám chữa bệnh nó cũng phải dễ hơn. Thậm chí là nó có một cái khía cạnh tự chủ nào đấy đến từ chính người dân. Một số những cái bệnh đơn giản thì tự chữa đi, đừng có để cho người ta phải đến đi mua kháng sinh bừa hiệu thuốc vừa thay thế nữa. Thực ra cái việc khám chữa bệnh nó quá khó khăn ấy, nó mới dẫn đến cái việc là rất nhiều chị, rất nhiều mẹ ở Việt Nam, các bà ở Việt Nam là cứ mua bừa kháng sinh cho con uống cho nó nhanh khỏi ấy. Nhưng mà đấy cũng là một phần đặc tính của nhóm cộng đồng thu nhập thấp, bởi vì là cái quãng thời gian và cái chi phí bỏ ra để mà khám chữa bệnh như vậy, rồi là ý thức khám chữa bệnh thì đều tiếp cận theo hướng là, tức là phải mãi sau này khi đi làm rồi thì em mới biết đến khái niệm là có những bạn bảo rằng là tao sợ đi bệnh viện lắm, đi khám kiểu gì chả có bệnh. Lần đầu tiên trong đời được nghe đến một cái ý nghĩ như thế. Trong khi trước đấy thì lớn lên ở nhà thì bao giờ cũng theo hướng là có bệnh là phải chữa rồi phải phòng bệnh. Thế nhưng mà trong cái nhóm cộng đồng thu nhập thấp của xã hội thì thường người ta sẽ ngả theo hướng rằng là tất cả những cái gì mà tôi thấy là không phục vụ được cho chuyện là kiếm tiền thì là đều có thể cắt giảm đi được hết, bao gồm cả đánh đổi cho sức khỏe, thời gian và các mối quan hệ các thứ. Một minh chứng rất là điển hình là hầu như không có bạn trẻ nào trước tuổi 30 mà lại có cái khái niệm rằng là mình đang phung phí sức khỏe cả. Có thể có ý thức thế nhưng mà rất là thiểu số. Đúng rồi. Rất là thiểu số. Thích ngủ với chuyện là tôi ngủ với sức khỏe là chuyện khác. Nó quan trọng với sức khỏe tinh thần của chúng ta. Cái Gen Z đó, mình cảm thấy là cái sự khác biệt rất lớn giữa Gen Z nhá. Và Gen và 9X với lại 8X, mình là 8X thì không nói làm gì rồi. 9X thôi, mình vẫn nhận thấy là các bạn ở đây, các bạn có 9X không? Em 9X đúng không? Thì mình nhận em ví dụ như là em gái của mình là đang sinh năm 96 là 9X thì bạn ấy vẫn phung phí sức khỏe y như mình hồi xưa, và bạn ấy vẫn mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Mình rất là ngạc nhiên bởi vì tại sao là hồi xưa là mình làm việc bạc mạng, bán thân bán xác, và bây giờ bạn ấy cũng đang trong cái tình trạng làm việc bạc mạng, bán thân bán xác. Và bạn ấy cảm thấy ổn với cái điều đấy. Tức là mình không dám khuyên nhiều, mình chỉ dám nói là như vậy. Và em, nếu em cảm thấy cái điều đấy là điều xứng đáng cho cái việc mà em phung phí sức khỏe của em này, cắt mất cái mối liên hệ với gia đình này, và em mất cái mối liên hệ với bạn bè, nếu mà em cảm thấy xứng đáng với những cái điều mà công việc mang lại thì chị không nói làm gì, và nó cảm thấy là xứng đáng. Nhưng mà thật sự bạn nghĩ rằng là xứng đáng, nhưng mà khi mà mình có cái tuổi như này và mình nhìn thấy, mình thấy là không xứng đáng, nhưng mà bạn ấy thấy là xứng đáng. Nhưng mà bạn Gen Z thì khác nha, bạn ấy rất rõ ràng, bạn ấy rất là quan tâm đến cái sức khỏe tinh thần của mình, và thậm chí là nhiều khi mà mình nói chuyện với bạn ấy mình sợ các bạn ở nhân viên ở công ty ấy, mình sợ cái gì? Mình sợ lắm, mình sợ là tổn thương tinh thần của các bạn ấy. Đánh đổi lại là năng suất lao động của các bạn bị thấp rồi. Đúng rồi. Chính xác. Nhảy việc rất nhanh, không biết chịu đựng. Không biết chịu đựng, nhưng mà không có nhu cầu chịu đựng. Vấn đề là người ta cũng không có nhu cầu giấu. Và người ta cái vấn đề là bạn ấy cũng không cảm thấy rằng là cái việc nhảy việc nó là một vấn đề. Bởi vì tôi khi nào tôi làm cái gì mà cần, bây giờ là nó không gần với cái bản thể của tôi thì tôi nhảy để tôi thử. Bây giờ cái vấn đề nhá, cái năng suất nó tìm được
thể sâu hơn nhiều hơn nữa. Không phải đâu em, bây giờ cái mặt khác của cái các bạn Gen Z là như này là bản thân chị là cảm thấy rất là áp lực bởi vì khi làm sếp của các bạn đấy, bởi vì mình không biết là mình có phải là người sếp tốt hay không của các bạn đấy hay không, tức là các bạn ấy gây cho mình một cái áp lực như vậy, không biết là mình có phải người sếp tốt hay không, không mình đã đạt cái tiêu chuẩn là em chỉ cần xét hiệu quả không mình có và mình có phải là người mà cái kiểu đạt tiêu chuẩn của một người xét tốt ấy. Người xét tốt là sao, là cần phải là người khơi gợi cảm hứng này, là đủ chỉ, các thứ nhưng luôn. Chỉ là sếp hay là chỉ là bạn hay chỉ là mẹ của nó. quan trọng ở điểm như này này, nếu như mà nhìn dưới khía cạnh của cộng sinh thì đầu tiên là em lại phải bỏ qua cái khái niệm là người xét tốt ạ. Bởi vì đấy cũng là một cái mà nó ngăn cản, bởi vì mỗi cái mô hình kinh doanh khác nhau, mỗi cái hoàn cảnh khác nhau thì nó sẽ đòi hỏi những mô hình khác người làm chủ khác nhau. Làm chủ khác nhau. Cho nên là mình cũng chẳng việc gì phải đặt ra cái áp lực với mỗi nhân viên. Với lại nếu mà tuổi trẻ mà không đề cao sự nghiệp, không đề cao tay nghề, không đề cao thu nhập thì sau này các lựa chọn của các bạn ấy rất là hạn chế. Chính xác. Có điều bây giờ các bạn chưa tin mà các bạn ấy bây giờ cái hệ giá trị các bạn thấy rằng nó tốt không đề cao những chuyện đấy. Chính tôi ra. Không đề cao chuyện lập gia đình, tôi không đề cao chuyện là lấy chồng lấy vợ có con, thậm chí bây giờ rất nhiều bạn trẻ là bảo con là gánh nặng, chính xác. Hôn nhân là gánh nặng hết. Thì với cái góc nhìn hiện tại như thế thì các bạn ấy hoàn toàn có thể thấy là thỏa mãn là mình đã giác ngộ rồi. Mà, ok, đợi khoảng 10 năm nữa đi, 20 năm nữa đi thì đến lúc đấy là cái lựa chọn để chọn cũng sẽ không còn. Thực ra thì cái đấy cũng chẳng sao cả, bởi vì bây giờ người ta tạm gác lại cái khía cạnh là con người ở đến độ tuổi nào thì sẽ phải như thế nào, đúng không? Nếu như mà 30 tuổi các bạn mới nhận ra, lúc đấy các bạn đi học nghề, mất 2 năm để học nghề thôi, có sao đâu. Không làm được những nghề cao quý theo tiêu chuẩn xã hội thì đi làm những việc bình thường, làm thợ pha chế cà phê, ra cà phê, thậm chí đi làm trà nương. Với xã hội bây giờ nó biến động thì đi xem bói, hoặc là đi bán hàng như thường. Cái đấy không vấn đề gì. Vấn đề là kiểu cho họ có một thời gian. Và thực ra mình nghĩ rằng là cái xã hội nó có một cái cơ chế tự cân bằng một cách tự nhiên luôn. Nếu như thế hệ 8X, 9X đã làm hùng hục vì tiền để cố gắng tạo ra một cái thành công nào đấy thì những cái thế hệ sau nó nhìn vào mình nó cũng sẽ thấy tôi không muốn sống cuộc đời như thế. Nếu chị đã kiếm tiền thì em sẽ là người kiếm tiền. Anh nào? Hai đứa, một đứa kiếm tiền. Không, thực sự mình nhà mình rất rõ ràng, mình là người theo kinh tế tài chính, mình đi kiếm tiền. Còn con em mình là đang làm ở Liên Hợp Quốc và bạn ấy có cái gì bạn ấy không thích kiếm tiền nhiều tiền, bạn ấy làm việc vì lý tưởng, cái lý tưởng gì đấy mà mình không thể hiểu được. Đại loại là như vậy. Không hiểu được thì mình không chấp nhận được. Mình vẫn coi như là mình không hiểu được. Vì đại loại như là bạn ấy chuyên về kiểu như là cảnh sát biển các thứ rồi nào là. Chỉ hiểu được gì nữa. Rồi tiếp nhá. Và thực ra thì cái quyền tự do tiếp cận đấy nó sẽ chỉ bị hạn chế khi mà nó xâm phạm tới cái quyền tự do của người khác. Đúng không? Thì đấy mới là cái thứ mà cần phải hạn chế. Đấy là cái tầm nhìn về một xã hội cộng sinh là như thế. Và đi kèm với nó là một nền chính trị mới. Thì nó hướng tới cái việc là thiết kế các tạo tác và các quy tắc gây trở ngại cho việc thực hiện quyền tự do cá nhân này. Nền chính trị như vậy sẽ giới hạn phạm vi của các công cụ theo yêu cầu của bảo vệ ba giá trị, đấy là sự sống còn, công chính, công việc tự định ra cho mình. Cái này có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là kiểu cái công cụ nó không được phép có một cái quyền lực tuyệt đối trong xã hội. Ví dụ như giáo dục nó chỉ một công cụ thôi và nó không phải là giữ một cái vị trí quyền lực tuyệt đối. Hoặc y tế nó cũng là một công cụ nhưng nó không có nghĩa là hệ thống y tế nó như thì người ta không phải là giữ quyền lực tuyệt đối. Ốm muốn xin nghỉ việc không nhất thiết phải đi xin cái tờ giấy chứng minh được. Đúng rồi. Không phải đưa giấy đi nhập viện. Hôm nay tao mệt tao muốn nghỉ. Ok. Đơn giản thế thôi. Bây giờ ví dụ như phụ nữ bị hành kinh đúng không? Bây giờ phải đi xin giấy chứng nhận y tế là khi tôi bị hành kinh tôi đau bụng đúng không? Trong khi đấy thực ra việc mà đến công ty cũng không làm được cái gì. Thì tôi nhất định là những vấn đề về sức khỏe tinh thần đâu dễ bị đâu dễ mà chứng minh đâu.
Thì... là tôi không sẵn sàng ra, tôi không sẵn sàng thôi. Cô đến tôi chả làm cái quái gì. Còn không hài lòng thì chia tay nhau. Mày muốn tao xua hết đấy. Vì thế nên cái công cụ nó cũng phải bị hạn chế. Chứ nó không phải là phát triển một cách tự do, và con người thì có thể tự do nhưng công cụ thì sẽ phải bị hạn chế. Nó sẽ không phải là lúc nào cũng hạn chế, ở đây không phải là hạn chế quyền truy cập đâu ạ, hoặc quyền tiếp cận đâu ạ, mà cái hạn chế ở đây là hạn chế cái sự thống trị của nó, cái sự áp đặt của nó. Đừng cho nó có quá nhiều quyền lợi. Ví dụ như kiểu bây giờ là câu chuyện của AI đúng không ạ? AI đang thay thế rất nhiều công việc của những người làm content, thay thế rất nhiều công việc của những người thiết kế đồ họa. Thế nhưng mà nó đã vi phạm một cái, đấy chính là cái quyền sáng tác, cái tác quyền, cái sở hữu bản quyền. Thì đáng ra nó phải bị hạn chế về việc là nếu mà sử dụng những mẫu đấy thì nó sẽ phải đánh đổi một cái gì đó. Chứ không thể nào mà để cho người ta sử dụng một cách bừa phứa, là thích sử dụng như nào là sử dụng như vậy được. Vì như thế thì nó mới đỡ tạo ra cái sự cạnh tranh giữa những cái nghệ sĩ hoặc là những cái người làm các nội dung kia với cả cái hệ thống AI. Và họ thậm chí họ có thể đóng góp cho hệ thống AI. Ví dụ như hệ thống Amazon bây giờ họ nó không kiểm tra được là một cuốn sách thì đưa lên hệ thống nó là được viết bởi người thật hay là không. Tức là nhiều khi người ta còn để tên của tác giả thật vào đấy. Mà thực ra là không phải do người đi viết, mà cái Amazon nó không AI. Không có một cái hệ thống, nó không có quy trình để kiểm duyệt ở đấy. Nó chưa kịp nghĩ ra, không quan trọng là từ đâu, chính là tác giả phát hiện ra yêu cầu thúc ép nó mới làm. Bởi vì thực ra có những công cụ để kiểm tra về bản quyền, công cụ kiểm tra đạo văn, nhưng mà bởi vì em có một cái tác phẩm báo điện tử biết là cái chất lượng bớt chính là hàng, bớt lỗi chính là hàng. Nhưng mà đấy là ở Việt Nam thôi. Bởi vì ở Việt Nam, các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam và Trung Quốc thì khi mà đấy là một quốc gia, đấy là những cái nước mà nó không hoàn toàn đi theo được cái hệ thống công nghiệp, nhưng nó lại xảy ra một cái tình trạng rất đau đầu như thế này mà Ivan Illich có kể đến. Đấy là bởi vì họ cạnh tranh với xã hội tư bản, cho nên họ cũng cố gắng công nghiệp hóa. Họ cũng có nhu cầu phải đảm bảo cái dòng sản phẩm nhanh, nhiều, tốt, rẻ cho tất cả mọi người mà. Cho nên họ cũng vẫn cố gắng công nghiệp hóa. Tức là kiểu tư bản thì cố gắng công nghiệp hóa để kiếm nhiều tiền đúng không ạ? Còn các xã hội theo mô hình gọi là hướng tới mô hình cộng sản thì lại cố gắng công nghiệp hóa để đảm bảo quyền lực của mình, quyền lực chính trị của mình. Thì nhưng mà vấn đề là để có thể đi theo mô hình công nghiệp hóa thì vẫn phải đi theo các tiêu chuẩn. Nhưng cái năng lực của người dân thì không đủ để đạt tiêu chuẩn đấy. Cho nên sẽ chọn một cách đấy là hạ chuẩn. Đây là cái câu chuyện mà Ivan Illich có nhắc đến một cái trường hợp ở cái hệ thống y tế ở Thượng Hải những năm 50. Lúc đấy kiểu không có đủ bác sĩ. Trước đấy thì cái hệ thống y tế đông y và các lang địa phương là vẫn đang vận hành tốt, họ vẫn chữa trị được. Nhưng mà bây giờ xây dựng một hệ thống y tế bệnh viện theo chuẩn phương Tây, và lúc đấy không đủ bác sĩ để có thể đáp ứng được tiêu chuẩn, không đủ bác sĩ, không đủ y tá để có thể vận hành được một bệnh viện tiêu chuẩn. Và thế là họ đã bắt đầu là hạ chuẩn cho những khóa đào tạo ngắn ngày để có những bác sĩ và các cho người bình thường, những người công nhân nông dân mà chưa có một cái nghiệp vụ gì về y tế đi vào đấy, và họ coi đấy là đạt chuẩn rồi, đi ra làm việc, hết khóa đào tạo ngắn ngày đấy là phải đạt chuẩn rồi, đúng không? Đấy là một vấn đề. Trong khi đấy, nếu như mà thay vì duy trì độc quyền hoàn toàn cái hệ thống y tế đó ở Thượng Hải thì họ vẫn thừa nhận và họ tạo ra một hệ thống y tế theo chuẩn đông y, có sao đâu. Nhưng họ đã chọn cách là họ chạy theo cái chuẩn y tế của phương Tây. Và họ hạ chuẩn và khiến cho cái chất lượng y tế. Đấy là những câu chuyện những năm 50 nhá. Y tế nó đã bị suy giảm. Có thể Trung Quốc bây giờ khác rồi, hy vọng thế. Khác nhiều rồi. Nhưng mà nó sẽ vẫn có những cái khía cạnh hạ chuẩn. Thực ra cái việc mà cho tốt nghiệp giáo dục ấy
phổ cập giáo dục ấy, bây giờ đang kiểu hạ chuẩn đấy, cố hạ chuẩn để cho ai cũng có thể tốt nghiệp đại học. Tại sao người ta lại bị áp lực về việc ai cũng có bằng đại học như thế? Bởi vì đấy là một tiêu chí cho việc tăng trưởng kinh tế. Đấy là một tiêu chí trong cái nấc thang của kinh tế. Số lượng người tốt nghiệp đại học này, số lượng sách được xuất bản này. Đấy là những cái thang đo cho việc phát triển kinh tế, một nước phát triển. Vì thế mà khi mà đang ở trong thang đo tăng đó thì mới thu hút được các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Thẳng nào mà đấy có 90% số lượng học sinh tốt nghiệp đỗ đại học. Rồi kể cả cái việc mà đi thi các chứng chỉ quốc tế nhá, thì Việt Nam cũng cổ vũ cái việc đấy. Bởi vì khi mà có thêm nhiều người đỗ các chứng chỉ quốc tế thì các chứng chỉ quốc tế đó thì cái lượng, số lượng đấy, cái tỷ lệ đấy nó cũng trở thành một cái điểm cộng ở trong cái nấc thang về phát triển. Và cái nấc thang và để thi các chứng chỉ quốc tế đấy thì họ sẽ chọn những môn rất dễ để đạt điểm, đấy là các môn STEM. Các môn STEM học ở các chương trình của phương Tây nó dễ hơn chương trình đang dễ ở Việt Nam. Bởi vì cái cách, cái thiết kế chương trình các môn khối A ở Việt Nam thì theo kiểu chuẩn Nga, theo chuẩn Liên Xô ngày xưa nó rất là khó, nó mang tính lý thuyết. Còn các môn STEM thì nó đơn giản hơn. Và thực ra người Việt chuyển sang học các môn khối A thì các môn STEM thì rất là dễ. Bởi vì cái nền tảng nó dễ, với cả cái việc học nó cũng đơn giản. Cái việc dạy nó cũng đơn giản, bởi vì mình có thi thực hành đâu. Mình làm gì có cái phần thí nghiệm đâu, mình chỉ có học vẹt và đi thi thôi. Thì chắc chắn là hơn cái bọn Tây kia rồi. Bọn Tây kia nó còn mảnh đi chơi. Đó. Thì rồi những cái cuộc thi Olympic đúng không? Chúng ta thấy là toàn là các môn thi Olympic khối A. Và chúng ta thần tượng toàn bộ các môn STEM đấy, bởi vì nó là một nấc thang quan trọng, một cái cơ hội quan trọng trong cái việc mà gia tăng cái vị thế của Việt Nam. Cái hệ thống công nghiệp thế giới nó đang có áp chuẩn đấy. Đúng không? AI có thể thay đổi đấy. Các khối xã hội lại gia tăng. Thì cần người huấn luyện AI mà. Mấy ông kia huấn luyện kiểu gì? Feeding. Cần training. Cần feed, cung cấp cho AI dữ liệu. Với là chuẩn hóa thì chắc. Thì đấy là cái câu chuyện mà khi mà bị đi theo chuẩn, nó sẽ, xã hội nó sẽ bị đi theo một hướng như thế nào. Và nó khiến cho rất là nhiều gia đình bắt con phải đi học khối A, bắt con phải học các môn trong cái môn STEM, môn tự nhiên này, để có thể kiểu dễ dàng có được bằng này, rồi được xã hội họ tôn thờ. Mọi người có để ý là hồi xưa mình đi học ấy, mình sẽ được họ là học giỏi nếu mình học giỏi toán. Đúng rồi. Còn nếu mà mình hồi xưa mình không phải là cái đứa học giỏi toán, mình là đứa học giỏi văn, thì mình không được tính là học giỏi. Chính xác. Không được tính là học giỏi. Cái logic là được ưu tiên hơn. Cái đấy nó còn ăn thực ra nó còn không phải là logic nhá, bởi vì những cái người mà học những cái môn khối A đấy, mình không nói tất cả, nhưng mà những đa phần những cái người học đấy thì họ dựa trên rất nhiều những cái mặc định, muốn học, tức là muốn có cái tư duy logic thì sẽ phải hiểu rõ cái tiên đề đấy có thật hay không, cái tiên đề có thực bước, hay không, còn logic. Còn lại thì đúng rồi, tiên đề thì đúng là chưa, còn lại thì nó chưa phải hoàn toàn là logic. Nó mới chỉ là một kiểu học vẹt thôi. Học trong ý niệm, học theo công thức. Thế này các, nhưng mà các định kiến, các định kiến với lại các quan niệm sai lầm của xã hội thì nó là chuyện khác. Bởi vì là lấy ví dụ như là đại đa số những bạn mà ăn nói lanh lợi, diễn giải khéo, rồi là dùng có được cái vốn từ phong phú mà mình gặp đến thời điểm này thì đều không phải dân văn. Đúng. Đều không phải dân văn. Đúng. Có thể có dân sự, nhưng mà chắc chắn không phải dân văn. Đúng. Thế cho nên là nếu mà đi vào chuyện là cái quan niệm, cái định kiến của phụ huynh, rồi là cái kỳ vọng chính của phụ huynh ở châu Á khi mà trong cái hệ thống giáo dục bằng cấp như vậy thì là muốn mục đích cao nhất là cái bằng. Sau đấy mục đích thứ hai là thu nhập cao. Thế nhưng mà cái bước ở giữa là làm gì dựa trên cái bằng này và kiếm tiền gì thì để từ đấy có được thu nhập cao, thì đấy là cái mà không, mà con cái phải tự bơi. Đấy, lại còn có một câu chuyện khác nữa mà họ không dạy con, đấy là làm gì với thu nhập cao.
Chính xác, chính xác. Đầu tư vào việc gì, tiêu tiền cái gì. Bởi vì người ta mặc định là cứ có thu nhập cao là đúng ông rồi. Sẽ hạnh phúc rồi. Không phải đâu, bởi vì là mình phải hiểu rằng là bố mẹ chúng ta là bước ra từ cái thời kỳ bao cấp, nghèo, chưa bao giờ có thu nhập cao hoặc là phần lớn. Hoặc phần lớn đi, mình nói phần lớn đi, phần lớn chưa bao giờ có thu nhập cao. Thế nên là họ không biết dạy con mình là làm gì với thu nhập cao. Không, nhưng mà con mình sẽ biết. Con mình sẽ biết bởi vì mình biết rồi. Mình biết rồi, đó. Với lại các giá trị gọi là cao ở trong xã hội thì thường là được định giá bằng tiền, mà nó dễ gọi là quy ra thóc. Quy ra thóc. Bảo làm thế nào để hạnh phúc. Đi nước ngoài, ok, đi nước ngoài, đi nước nào. Đi Ý, đi Pháp, đi Tây Ban Nha, ok, bao nhiêu tiền. Bảo hôn nhân hạnh phúc không, bảo chồng tao giàu lắm. Xong, thế là xong việc, đúng không? Làm đám cưới rồi. Tóm lại là một xã hội công sinh thì sẽ là một xã hội mà được thiết kế cho phép tất cả thành viên được hành động tự chủ bằng các công cụ ít bị người khác kiểm soát nhất. Cái công cụ đấy phải ít bị kiểm soát thì mình mới có một sự tự chủ được. Và họ cần cảm thấy có niềm vui thay vì khoái lạc đơn thuần. Ở đây có hai cái khái niệm niềm mà mình phải chú ý. Đấy là niềm vui khác với khoái lạc. Như thế xem ra đúng là cái gốc gác Thiên Chúa giáo của ông ấy là cũng là theo hướng là con người đạo đức lý tưởng này, đúng không? Đúng. Toàn Mỹ. Nói chung là khó về và rất là cần rất là nhiều tri thức và can đảm để có thể. Thực ra thì thường là họ sẽ có những cái thực hành nhỏ, có các nhóm nhỏ họ đã làm rồi, bởi vì vốn dĩ nó không khó. Ngày xưa khi muốn mà xã hội công nghiệp ấy, khi mà xã hội công nghiệp bắt đầu, xã hội tư bản bắt đầu thì nó cũng khó mà. Quyền lực lúc đấy thuộc về các vị lãnh chúa, các quý tộc, làm gì có cơ hội cho họ đâu. Nhưng đến khi đến thời điểm, cái thời điểm đấy có thể đến từ rất nhiều những cái nguyên nhân khác nhau, thì tự nhiên nó sẽ trở thành một thứ mà nó phát triển một cách rộng rãi. Cái đấy là cái mà kiểu mình không lường trước được. Và trong cái quá trình mà chuyển đổi đấy thì những cái mà bám víu vào mô hình cũ tự nó sẽ bị thải loại ra. Cái mô hình mới nó sẽ tự xây dựng. Và chúng ta nhớ rằng là cái mô hình xã hội công nghiệp mới được 300 năm thôi. Nó cũng mới, bản thân nó cũng mới. Theo lập luận của Marx thì có phải tất yếu xã hội không? Và ngay cả cái mô hình cộng sinh này nhá, cũng không hoàn toàn khó đâu. Có những người hiện tại bây giờ họ đang sống theo cách đấy rồi. Và họ đang cũng rất hạnh phúc. Họ cũng không hề nghèo. Họ có thể không giàu nhưng họ không nghèo. Và họ hài lòng với những thứ họ có. Họ có những cộng đồng để có thể trao đổi những giá trị với nhau. Không cần phải là người phương Tây, ở Việt Nam có những nhóm như thế. Bây giờ các bạn có thể thấy ở trong xã hội Việt Nam là có những người đang họ thực hiện cái hình thức hàng đổi hàng. Họ không sử dụng cái đồng tiền nữa. Có những chợ, có những cái chợ địa phương. Hoặc là có những cái sự phát triển, họ đề cao cái việc những cái nhóm phát triển địa phương. Thì đấy rất là nhiều. Họ đi về những cái vùng địa phương, xong rồi khi mà họ đi về những vùng địa phương nghèo hoặc miền núi đấy, cực khổ lắm nhé. Nhưng mà họ sẽ tạo ra một cái sự kết hợp giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số để tạo ra một mô hình nào đó có thể cùng phát triển với nhau. Ví dụ như nếu mà bạn nào tìm hiểu về cái Khao Phạ Friend, đó là một cái nhóm họ đến cái vùng Khao Phạ và họ... Đúng rồi, Khao Phạ Friends. Họ đến cái vùng Khao Phạ ở Yên Bái, xong rồi họ học và họ gọi là, thực ra không phải học mà hai bên trao đổi với nhau. Họ giúp cho những cái người dân địa phương đấy có thể bán được cái cốm tú lệ của họ và bán ra cái thị trường. Thực ra không phải cốm tú lệ mà cốm Khao Phạ, nó là một dạng cốm già của người Thái. Bây giờ nó thành cái cốm của vùng Khao Phạ nổi tiếng. Và họ, đây là những người Kinh thôi. Họ không áp đặt cái tiêu chuẩn là phải đi học những cái như thế này, phải như thế này mới là người Kinh. Họ đảm nhận cái nhiệm vụ marketing. Còn những người dân kia, họ vẫn tiếp tục trồng cốm, vẫn tiếp tục sản xuất theo cái thứ họ muốn. Đấy, thì có thể họ đi theo những cái cách như vậy. Thì họ đâu có cần tiền đâu. Bởi vì nếu như mà muốn cần tiền thì đuổi hết dân đấy, chiếm khu vực đất đấy. Thế là xong, cần gì biết đến cốm Khao Phạ, bởi vì một năm được có mỗi một mùa, được mỗi đợt này thôi, làm gì có đợt khác đâu, thì đâu có lãi.
Trong thời gần đây cũng có một loạt người trẻ, người trung niên, người sắp về hưu mà thử sống giấc mơ bỏ phố về quê đấy, bỏ đô thị về quê. Nhưng mà cái giấc mơ đấy thì nó lại không liên quan gì đến vấn đề cộng sinh cả. Nó chỉ là một cái việc thỏa mãn cái khoái lạc, cái giấc mơ về việc là họ sống cảnh vui thú điền viên thôi, chứ họ không có đóng góp gì cho địa phương. Và những cái người mà chỉ đơn thuần là bỏ phố về quê vì yêu thích cái cảnh yên bình ở quê ấy, mơ mộng đúng không? Nó lại là những cái người mà tàn phá cái vùng đất ấy nhất nhiều nhất, bởi vì họ mua đất giá rẻ mà, nên thường là những cái đất đấy là những đất mà kiểu đã phá rừng đi. Và những cái hội mà buôn bất động sản nó cũng rất tính toán cho cái việc này, nó sẽ kiểu phá rừng đi, mua khi đất còn rẻ, gom xong sau đấy đẩy giá lên tạo thành cái vùng mua đất về quê, chứ khi chuyển đổi từ đất sản xuất xong nông nghiệp đúng rồi, xong chuyển đổi sang đất thổ cư đúng rồi. Nói chung là một quá trình mà nó hủy hoại tàn phá rất là nhiều, chứ nó không phải là một cái cộng sinh thật sự. Còn cái cộng sinh thật sự thì nó sẽ phải là một cái quá trình mà họ sẽ phải đóng góp cho cái địa phương đấy, không phải là đem cái tiêu chuẩn hiện đại để áp đặt cho cái địa phương đấy như cái cách mà Vingroup hay Sun Group làm đúng không, mà là nó sẽ phát triển với tôn trọng cái các yếu tố địa phương đấy để cả hai bên cùng phát triển với nhau. Thì đấy chính là cái yếu tố mà liên văn hóa. Có thể tự ra để môi trường tự ra. Đúng không? Thật là khó đúng không? Ừ, thì đấy là một cái thực ra khó nhưng mà người ta đang làm rồi, và họ đang làm một cách chậm rãi dần dần tạo thành những cái gọi là cái đạo hiệu quả ở trong một cái mô hình, ở trong một cái biển công nghiệp hóa kia. Và thực ra có những cái công cụ mà bây giờ chúng ta thấy rằng là nó mang tính cộng sinh thôi nhá, như mạng xã hội ấy, nó mang tính cộng sinh mà ai cũng có thể tiếp cận được. Nó làm phá đi cái thế độc quyền của báo chí và truyền thông và truyền hình. Trước đấy là báo chí với truyền hình vốn dĩ đã là một công cụ để lan tin tốt hơn đúng không, nhưng mà nó trở thành một thứ bị thao túng bởi các hệ thống. Nhưng mạng xã hội nó phá đi cái thế đấy. Mạng xã hội chính là một cái công cụ cộng sinh. Người ta giờ hoàn toàn có thể là có sự nghiệp ở trên mạng xã hội được. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Sống cùng với cộng đồng này. Và thực sự là mạng xã hội chị em định hỏi mạng xã hội nó chính là một cái magazine đúng không? Về một người nào đó đúng không? Với nghệ sĩ bây giờ chẳng hạn, nó ít phụ thuộc vào ông bầu. Đúng rồi, họ có thể tự bằng nhiều cơ hội. Bây giờ rất nhiều người trẻ có thể tự sáng tác, tự biểu diễn và đến gần với khán giả không phải qua. Đúng rồi. Lấy xoáng bỏ. Không, mình tự chủ hơn đáng kể. Mình cảm thấy rất là hâm mộ một vài bạn thôi, một vài bạn KOL ở trên TikTok, gọi là TikToker. Mình cảm thấy rất là enjoy cái sự quan sát bạn ấy làm ra cái kịch bản gì đấy. Và mình thấy rằng là để làm nên cái kịch bản này, bạn ấy phải quan sát rất kỹ và phát hiện ra cái nét hay của người miền Tây, hoặc là cái nét hay của một cái cặp đôi yêu nhau kiểu như là quen mặt biết lòng hay cái gì đấy, và bạn ấy tự đóng chẳng hạn. Là mình cảm thấy ok, mình rất enjoy cái sự sáng tạo của bạn ấy. Và quả thật đúng, mạng xã hội mang đến nhiều những cái cơ hội cho các bạn ấy hơn đúng không, rất là hay. Thực ra đấy, quanh ta có rất nhiều những cái công cụ cộng sinh mà đang diễn ra đúng không, mà chỉ là trước là mình đang kiểu bị trói theo những cái tiêu chuẩn cũ mà mình kiểu không nhìn thấy được là những cái đang đến là nó đã mang tính cộng sinh rồi. Thế vậy theo ông Ivan đúng không? Thì một cái công cụ cộng sinh thì một cái xã hội cộng sinh thì nhỉ? Thứ nhất là ưu tiên cái sự tự do, nhiều lựa chọn đúng không? Đa dạng lựa chọn và khả năng tiếp cận các lựa chọn đấy được không? Đó, đấy là nói chung là tự do. Thứ hai là các cái công cụ ấy thì nó có tính tập trung hóa và tự củng cố đúng không? Những công cụ nào mạnh ấy thì nên là ông ấy bảo là nó phải hạn chế bớt để tránh cái việc nó cản trở cái sự tự do. Nói chung công cụ mà quá mạnh thì nó sẽ hạn chế cộng sinh. Đúng rồi. Nên là với ông ấy quan niệm là nếu được tự do và đa dạng sáng tạo các phương án thì tự xã hội sẽ đạt đến một cái trạng thái win-win ở đấy đúng không? Và người ta sẽ đạt tới một trạng thái nó tối ưu hơn. Tự xã hội nó đủ sáng tạo để nó đạt được đến cái điều này. Thế thì đấy cái quan điểm của ông đấy thì mình đã ủng hộ cái điều đấy. Đúng không?
Và hy vọng nó bảo nó phổ cập thì chắc chưa đâu. Đời mình thực chắc ra, cũng không, nhưng mà thực ra là nó đang có những đang hình thành dần, đang hình thành dần rồi. Chứ nó không có thể là những cái gọi là cái đạo thì nó về về mặt bản chất độ xã hội thì khó đấy. Về mặt bản chất thì nó không thể nào là phổ cập được. Bởi vì bây giờ một cá nhân hay một tổ chức hay là một địa phương mà cái gì cũng tự chủ được cả, chuyện đấy là hoàn toàn không thể. Không thể. Trừ phi lại quay trở về thời kỳ là các vương quốc, nhưng mà các vương quốc đâu có tự chủ, cũng đâu có tự chủ. Thực ra cái xã hội cộng sinh mà Ivan Illich đề cập đến ấy thì nó không phải là nó loại trừ các công cụ mang tính thao túng và độc quyền, nó không loại trừ nhá, nó phải được kiểm soát nhưng nó phải được hạn chế. Hạn chế hơn, nó phải được hạn chế và nó phải có cơ hội cho những, nói chung là những cá nhân hoặc những tổ chức khác hoặc những cái xu hướng khác nó vẫn được phát triển. Ví dụ như cái thực ra bây giờ luật quốc tế nó cũng mang tính, luật kinh doanh, luật quốc tế các thứ nó cũng mang tính cộng sinh rất nhiều rồi. Nó chống độc quyền này, chống phá giá này, đúng không? Hoặc là kiểu hạn chế quyền lực của Facebook, hạn chế quyền lực của Google trong việc là nó tác động đến đời sống của chúng ta rất là nhiều, kiểu như vậy. Thì thực ra nó là một câu chuyện, cái công cụ này nó đôi khi nó còn là cả một thiết chế nữa, một thiết chế chính trị, mô hình chính trị nó cũng là một công cụ. Cái cách tư duy của chúng ta cũng là một công cụ, chứ nó không phải chỉ đơn giản là một cái công cụ hữu hình. Và cái thiết chế giáo dục nó không được phép là một thứ bắt buộc khiến cho tất cả mọi người đều phải đi theo. Hoặc là kiểu gọi là dân chủ, nó sẽ không phải là một tiêu chuẩn để bắt buộc tất cả các xã hội phải đi theo. Có những xã hội nó không thể dân chủ nổi. Đúng. Cái nền chính trị nó sẽ không thể dân chủ nổi. Ví dụ như ở hoang mạc các thứ chẳng hạn, người dân phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm và cái quyền lực của chính quyền nó cần thiết để nó phải tập trung toàn bộ quyền lực vào một chỗ để nó có thể kiểu bảo vệ được người dân. Hoặc là trong một cái xã hội mà dân trí nó quá thấp và người ta không thể ý thức được quyền thì chắc chắn là cái tiêu chí dân chủ nó sẽ phải thay đổi, chứ không phải là kiểu tất cả đều phải theo một chuẩn dân chủ nhé. Ý mình ở đây không phải là dân chủ là không tốt, mà là chuẩn dân chủ là một thứ cần phải xem xét. Thì cái đấy cũng là một cái mà trong quyển Thuận Theo Hoàn Cảnh cũng đề cập đến ấy, kiểu bị áp đặt theo một chuẩn dân chủ là những cái mà nó hạn chế. Tóm lại là những thứ mà mang tính áp đặt, mang tính chìa khóa vạn năng cho tất cả mọi thứ là một thứ mà mình cần phải thay đổi tư duy. Giàu không phải là một tiêu chuẩn, dầu nó là công cụ thì mình có những thứ khác. Cái tính hoàn cảnh và tính cụ thể là đúng không? Sức khỏe cũng có thể không phải là một tiêu chuẩn nhá. Sức khỏe với Ivan Illich là một công cụ để mình có thể đạt được thứ khác, chứ không phải là mình là tất cả mọi thứ để đạt đến sức khỏe. Thì những cái khía cạnh khác trong cuộc không sống lúc nào mình gọi phải là sung sức, phải khỏe, hứng khởi. Có người chấp nhận được yếu. Ốm là một quyền đúng không? Okay. Tuy nhiên những chuyện đó, hôm nay em cho anh quyền yếu. Đúng rồi, quyền được yếu. Không, em không thể, tôi làm thế đâu. Khỏe quá, mệt lắm. Không thể lấy ngày khỏe nhất để làm định lượng cho những ngày yếu. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình hôm nay. Hy vọng là có thể gặp lại trong tuần sau với quyển Khí Hậu Câu Chuyện Mới.